Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 111. Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nói nhỏ, nếu ta đoán không sai, thì mấy nơi kia cũng đã biết tin đạo kinh xuất hiện. Ta muốn xem thử xem, nàng ta có thể lấy sức của một người để trấn thủ vũ trụ ngũ duy này không? Đạo kinh. Người của đạo giới vốn chưa hiểu rõ về đạo kinh, thật ra nó chính là ngọn nguồn của võ đạo. Năm xưa số bộ kinh thần được truyền từ trên trời xuống không chỉ có mỗi đạo kinh, mà tu di thần giới cũng có, tất nhiên đây là điều mà mãi sau này bọn họ mới biết. Nghe đồn, nếu như có thể tập hợp đủ số tàn quyển của tất cả đạo kinh thì có thể lĩnh hội được chân lý võ đạo, trở thành người đứng đầu thế gian. Mà người ta đồn rằng đạo kinh được truyền xuống thông qua phi thăng đài. Trong vách ngăn vũ trụ, Mộ Niệm Niệm dẫn theo Diệp Huyên và Trần Yêu Nghiệt cứ thế xuyên thẳng qua. Mộ Niệm Niệm nhìn sang Diệp Huyên, người có suy nghĩ gì không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, rất mạnh. Mộ Niệm Niệm cười nói, bọn chúng còn mạnh hơn nhiều những gì cậu nhìn thấy. Bởi vì lúc này số cường giả có thực lực trên đồn nhất cũng phải hơn 10 kẻ. Hơn nữa, vẫn còn những lão quái vật chưa rời núi đâu. Diệp Huyên. Trần Yêu Nghiệt đột nhiên hỏi, tỷ không sợ sao? Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, sợ gì chứ? Trần Yêu Nghiệt hăng hái nói, tỷ có thể đánh chết được bọn chúng, đúng không ạ? Mộ Niệm Niệm cười hả hả, đánh chết được, nhưng không cần thiết. Trần Yêu Nghiệt cảm thấy khó hiểu, tại sao ạ? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, bởi vì ta chỉ dùng một kiếm đã phế bỏ được quốc chủ của bọn chúng. Thế là đủ rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên liền hiểu rõ. Hắn đã hiểu vì sao Mộ Niệm Niệm vừa xuất hiện đã chỉ mặt gọi tên quốc chủ tu di rồi. Để giết gà dọa khỉ chứ sao nữa. Một kiếm đã khiến quốc chủ tu di bị thương, khiến đám cường giả kia phải e sợ. Mộ Niệm Niệm liếc Diệp Huyên một cái, sau đó hỏi, cậu cảm thấy bọn chúng có bỏ qua không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu. Mộ Niệm Niệm gật đầu, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ta nghĩ rồi, nếu ta đoán không sai thì trong khoảng thời gian sắp tới bọn chúng sẽ có thể liên lạc với vùng cực lạc, sau đó bàn bạc xem đến đối phó với cậu như thế nào. Nếu bọn chúng cẩn thận hơn chút, hẳn là sẽ chọn cách ra tay vào lúc ngũ duy kiếp ập tới, bởi vì khi đó là thời điểm khó khăn nhất của chúng ta. Diệp Huyên hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, đây là vấn đề của cậu. Vì dù sao, nếu lúc đó ta đánh không lại thì còn chạy được mà. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm lại nói, trong vòng nửa năm tới cậu sẽ không gặp phải phiền phức hay rắc rối gì quá lớn. Còn sau nửa năm đó, có lẽ đến một phút thảnh thơi cậu cũng chẳng có đâu. Diệp Huyên trầm mặc. Mộ Niệm Niệm nói khẽ, ta chỉ có thể tranh thủ giúp cậu nửa năm này thôi. Còn sau đó, cậu phải tự mình ứng phó. Diệp Huyên nhìn sang Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, cảm ơn tỷ. Mộ Niệm Niệm cười nói, cảm ơn gì chứ? Diệp Huyên do dự một thoáng, sau đó nói, Niệm tỷ, nếu như bọn họ muốn ra tay thì chắc chắn sẽ nghĩ cách để nhằm vào tỷ đó. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, cười bảo, nhằm vào ta thì có ích gì đâu. Nếu ta không đánh lại thì vẫn chạy được mà, nhưng còn cậu, cậu không có cơ hội để chạy đâu. Cậu có hiểu ý ta không? Diệp Huyên gật đầu, hiểu ạ. Mộ Niệm Niệm nói khẽ, nửa năm. Hãy nhớ, cậu chỉ có nửa năm mà thôi. Về phần cậu muốn làm gì trong nửa năm này, đó là chuyện của cậu. Cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện đến tìm cô gái váy trắng nữa. Nàng ta không ở tu di thần giới, hẳn là hiện giờ nàng ta ở một nơi mà ngay đến ta cũng không biết. Nói tới đây, Mộ Niệm Niệm lại nhìn Diệp Huyên, nơi mà ngay cả ta cũng không biết. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Diệp Huyên do dự một thoáng, sau đó hỏi, nghĩa là sao? Mộ Niệm Niệm cười đáp, nghĩa là rất phiền. Diệp Huyên còn muốn nói gì nữa, song lúc này họ đã rời khỏi vách ngăn vũ trụ mà xuất hiện ở đạo giới. Mộ Niệm Niệm hít sâu một hơi, sau đó cất lời, cảm giác lúc ở ngũ duy vẫn tốt hơn. Ta có vài chuyện phải làm, trong khoảng thời gian này, nếu không có việc gì thì đừng tới tìm ta. Vì ta bận bịu lắm. Tóm lại, cậu tự mình bảo trọng đi nhé. Dứt lời, nàng ta cứ thế biến mất giữa không trung.
Diệp Huyên đứng tại chỗ, im lặng. Nửa năm. Hiện giờ hắn chỉ có thời gian nửa năm thôi. Mà kẻ địch của hắn đã không chỉ là đột nhất nữa, còn vượt hơn cả cảnh giới đó. Có điều lần này đã khác với trước kia, Mộ Niệm Niệm đã giúp hắn kéo dài thêm nửa năm. Là nửa năm đó. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm, trong nửa năm, ta có thể làm được gì đây? Trần Yên Nghiệt ở bên cạnh đột nhiên bảo, trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn. Diệp Huyên cười nói, đúng là vậy thật. Nói rồi, hắn nhìn sang Trần Yêu Nghiệt, cô đi vũ trụ ngũ duy với ta không? Trần Yêu Nghiệt hơi do dự, sau đó bảo, e là ông nội ta không cho thôi. Diệp Huyên chớp mắt, lẽ nào cô không muốn mạnh như vị tỷ tỷ kia sao? Trần Yêu Nghiệt mở to mắt, người muốn nói tới, đạo kinh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Trần Yêu Nghiệt thoáng do dự một lát rồi bảo, người thực sự cho ta xem sao? Diệp Huyên cười nói, nếu như ta có thể mở được tòa thư viện đó, chắc chắn ta sẽ cho cô xem thử. Có điều ta cũng phải nhắc nhở cô, nếu cô đi cùng ta xuống đó thì sẽ bước vào nguy hiểm đó. Hơn nữa, ta muốn cô đi cùng ta là hy vọng cô sẽ giúp ta đánh nhau. Tất nhiên, nếu như ta không chết, mà còn mở ra đạo kinh, vậy thì chắc chắn ta sẽ chia sẻ với cô. Trần Yêu Nghiệt cười nói, ngươi thẳng thắn thật đó. Ta thích tính cách này của ngươi. Vậy đi, ta sẽ xuống đó cùng ngươi. Diệp Huyên cười ha hả, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn và Trần Yêu Nghiệt cùng biến mất. Diệp Huyên không trở về vũ trụ ngũ duy ngay mà dẫn Trần Yêu Nghiệt đi tới gia tộc ma đạo trước. Trước đại điện ma đạo, vừa nhìn thấy Diệp Huyên, Ma Trung liền tỏ ra vui vẻ, vội vàng nói, cô ra tới rồi. Diệp Huyên cười nói, Ma Trung tiền bối, ta không phải cô ra nhà ông đâu. Ma Trung trầm giọng, cậu chính là cô gia. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, Ma Trung đột nhiên nói, mời cô gia đi theo ta. Dứt lời, ông ta liền dẫn Diệp Huyên và Trần Yêu Nghiệt đi tới đại điện ma đạo. Ở đó, Diệp Huyên nhìn thấy Ma Tiểu Đạo. Diệp Huyên đi tới trước mặt Ma Tiểu Đạo, cười hỏi, vẫn ổn chứ? Ma Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, cười nói, vẫn ổn. Còn ngươi? Diệp Huyên cười khẽ, ổn lắm. Ma Tiểu Đạo lướt mắt về phía Trần Yêu Nghiệt, Diệp Huyên liền vội vàng giới thiệu, cô gái này tên là Trần Yêu Nghiệt, mới quen. Trần Yêu Nghiệt. Nghe vậy, Ma Tiểu Đạo và Ma Trung đồng loạt biến sắc, Ma Tiểu Đạo nhìn về phía Trần Yêu Nghiệt, người chính là Trần Yêu Nghiệt kia đúng không? Trần Yêu Nghiệt chớp mắt, người biết ta hả? Ma Tiểu Đạo trầm giọng, chẳng phải ngươi chính là Yêu Nghiệt đệ nhất đạo giới sao? Trần Yêu Nghiệt cười hì hì, đúng đó, ta chính là Yêu Nghiệt đứng đầu đạo giới. Diệp Huyên. Ma Tiểu Đạo liếc Trần Yêu Nghiệt, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, một mình ngươi tới à? Diệp Huyên lắc đầu, ta và Mộ Niệm Niệm cùng đi, tỷ ấy dẫn ta tới Tu Di Thần Quốc một chuyến. Rồi hắn kể lại những chuyện xảy ra ở Tu Di Thần Quốc một lượt. Ma Tiểu Đạo im lặng một thoáng, sau đó nói, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên cười khổ, ta chỉ có mỗi nửa năm, còn có thể nghĩ thế nào được nữa. Ma Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, tại sao nàng ta lại muốn kéo thời gian giúp ngươi thêm nửa năm? Ngươi đã nghĩ tới vấn đề này chưa? Diệp Huyên im lặng. Ma Tiểu Đạo nói khẽ, bất kể là nguyên nhân gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, đó chính là hãy trân trọng khoảng thời gian nửa năm này đi. Nửa năm sau, có lẽ ngươi sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện khác nữa. Ngươi có hiểu ý ta không? Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Ma Tiểu Đạo gật đầu, trong ánh mắt nàng hiển hiện vẻ âu lo. Mộ Niệm Niệm một mình bước tới giữa một khoảng không thuộc vũ trụ ngũ duy, trong tay phải của nàng còn cầm một xiên cá nhỏ đã nướng xong. Nhưng nàng không hề ăn nó. Đột nhiên, Mộ Niệm Niệm ho khù khụ. Sau khi ho xong, sắc mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt. Linh Nhi đột nhiên nói, tỷ bị thương rồi kìa. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, bọn họ không đả thương được ta. Đây là nguyên nhân tai ách. Dứt lời, nàng liền nhìn vào bàn tay phải của mình, trên đó có một vết máu nhàn nhạt. Khóe miệng Mộ Niệm Niệm khẽ cong, thú vị thật đấy, muốn giết chết ta lộ liễu thế cơ à? Linh Nhi hỏi,
vì tỷ đã nhúng tay vào chuyện của huynh ấy sao? Mộ Niệm Niệm nói khẽ, ta kéo dài giúp cậu ta thêm nửa năm, đây chính là cái giá phải trả. Linh Nhi lo lắng nói, tỷ lợi hại như vậy, lẽ nào không thể chặt đứt được nguyên nhân tai ách này sao? Mộ Niệm Niệm nhìn vết máu trong lòng bàn tay mình, có thể. Nhưng mà ta không thể làm vậy được. Linh Nhi cảm thấy khó hiểu, tại sao ạ? Mộ Niệm Niệm cười khẽ, nếu là lúc trước, chắc chắn ta sẽ chơi trò mèo vờn chuột với cái nguyên nhân tai ách này, nhưng còn giờ, hai, cơ thể không ổn cho lắm, và lại, phiền phức lớn sắp tới rồi. Ta không rảnh để quan tâm tới nguyên nhân tai ách này được nữa. Dứt lời, nàng liền nhìn lướt bốn phía, thế giới tươi đẹp hiện giờ, chẳng rõ có thể ngắm nhìn thêm bao lâu nữa đây. Diệp Huyên đã trở về vũ trụ ngũ duy, đối với hắn mà nói, mỗi ngày tiếp theo của hắn đều cần phải trân trọng. Thời gian nửa năm. Sau khi được ma tiểu đạo thức tỉnh, hắn mới hiểu ra, thời gian nửa năm này có ý nghĩa gì. Nửa năm. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Tất nhiên, điều kiện trước tiên là bản thân phải tận dụng tốt khoảng thời gian nửa năm này. Trong đại điện liên minh vũ trụ ngũ duy, Quan Âm đang báo cáo với Diệp Huyên về tình hình của vũ trụ ngũ duy. Một hồi lâu sau, Diệp Huyên khẽ nói, chúng ta phát triển rất nhanh. Vũ trụ ngũ duy hiện giờ, đã có 5 vị cường giả độn nhất cảnh, lần lượt là Tiểu Thất, A-La, An Lan Tú, Trương Văn Tú và Lục Sư Tỷ. Điều khiến hắn có chút không ngờ đến là, A Tử và Tư Đồ lại chưa đạt đến độn nhất. Hai người bọn họ không phải là không đạt được, mà là không muốn. Mục đích của hai người bọn họ là độn nhất chân chính. Hơn nữa, mặc dù hai người bọn họ không phải là độn nhất, nhưng sức chiến đấu của hai người bọn họ đã vượt qua độn nhất cảnh phổ thông. Còn bán bộ độn nhất đã có hơn 50 vị, quy nguyên phá giới cảnh thì càng nhiều đến không kể xiết. Thực lực tổng thể của vũ trụ ngũ duy hiện nay mạnh hơn trước đây gấp nhiều lần. Quan Âm trầm giọng nói, tiếp theo đây, sự thăng cấp của chúng ta có thể sẽ phải chậm lại rồi. Diệp Huyên khẽ nói, cũng nên chậm lại rồi. Tiếp tục thăng cấp với tốc độ nhanh như vậy không phải là một chuyện tốt. Vũ trụ ngũ duy hiện giờ đã có chút dục tốc bất đạt. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên, chậm lại sao? Diệp Huyên gật đầu, mọi người có thể chậm lại, có điều, tu hành thì không được dừng, trong khoảng thời gian này, mọi người có thể ổn định cảnh giới võ đạo của bản thân. Quan Âm gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm, cười nói, Quan cô nương, tương lai của chúng ta có thể sẽ không được thái bình. Quan Âm trầm giọng nói, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Diệp Huyên gật đầu, trong khoảng thời gian này, cô cũng có thể tu luyện cho tốt, còn về chuyện của liên minh vũ trụ ngũ duy, cô có thể từ từ giao cho người khác lo liệu. Quan Âm gật đầu, được. Kỳ thực, ả ta cũng muốn dừng lại một khoảng thời gian. Bởi vì mọi chuyện trước đó đều do một mình ả ta lo liệu xử lý, điều này khiến cho việc tu luyện của ả ta bị trì hoãn nghiêm trọng, bằng không, ả ta cũng có cơ hội rất lớn để đạt đến độn nhất rồi. Sau khi bàn chuyện với Quan Âm xong, Diệp Huyên rời khỏi đại điện, một mình đến tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Bên trong tiệm cầm đồ, trống hơ trống hoác. Diệp Huyên ngồi ở phía sau quầy, hắn lấy ra một tượng gỗ nhỏ hình người, nhìn tượng gỗ nhỏ trong tay. Suy nghĩ của hắn dần phiêu dạt ra ngoài. Diệp Liên. Cô bé rốt cuộc đã đi đâu? Có thể nói, Diệp Liên là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Suy nghĩ của thuở ban đầu của Diệp Huyên hắn rất đơn giản, sống cho thật tốt, để muội muội sống thật tốt. Song mãi sau này, hắn mới dần dần nhận ra mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Đầu tiên là thân phận của chính mình, vừa nghĩ đến thân phận của mình. Hắn liền có chút đau đầu. Tiên tri. Thanh nhi. Người đàn ông mặc thanh sam. Vẫn còn một điều chưa biết. Bản thân vậy mà lại phức tạp như vậy. Mặc dù hắn vẫn luôn nói bản thân chính là Diệp Huyên, nhưng hắn biết rất rõ, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ví như nếu không có cô gái váy trắng, hắn hiện giờ không phải là Diệp Huyên, mà là Diệp Thanh Chi rồi. Luân hồi chuyển thế. Đã từng, hắn đã từng không quá tin vào cái gọi là kiếp trước kiếp này. Nhưng hiện giờ, hắn không thể không tin.
Sau khi con người ta tu hành đến một trình độ nhất định, nghịch chuyển sinh tử có thể có chút khó khăn, thế nhưng, can thiệp vào luân hồi của bản thân cũng không phải là vấn đề quá lớn. Còn Diệp Liên, hắn cảm thấy thân phận của cô bé có thể cũng không đơn giản. Thật ra, trong đầu hắn luôn có một câu hỏi, đó chính là hắn có huyết mạch của Phong Ma, nhưng Diệp Linh thì lại không có. Còn có Độc Cô Huyên. Năm đó sau khi bà ấy rời đi, nói là đi tìm người, nhưng lần đi này giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Một tia bế tắc hiện lên trong ánh mắt của Diệp Huyên, bản thân hắn rốt cuộc là ai? Hắn luôn cho rằng bản thân mình chính là Diệp Huyên, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà giờ đây, hắn phát hiện ra, đây chỉ là suy nghĩ mong muốn đơn phương của riêng hắn. Diệp Huyên hắn không chỉ đơn thuần là Diệp Huyên. Lúc này, ánh mắt của Diệp Huyên càng thêm rối rắm. Mất phương hướng. Con người không thể nào suốt đời đều luôn suôn sẻ thuận lợi được, nhiều lúc có thể sẽ đánh mất chính mình, cảm thấy hoang mang về tương lai. Một vài người có thể đủ tỉnh táo trở lại, một lần nữa bước tốt trên con đường phía trước. Nhưng cũng có nhiều người bị mất phương hướng mà đánh mất chính mình. Mà lúc này, hắn chính là vì vấn đề nhân quả này mà trở nên có chút rối rắm. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên vang lên một giọng nói, ngươi chính là ngươi. Giọng của tầng 9. Diệp Huyên hơi sững sờ, ngay sau đó, trên mặt hắn dần dần lộ ra một nụ cười, hắn lắc đầu mỉm cười, bản thân vậy mà lại ngốc nghếch như vậy. Mình không phải là chính mình, thì còn có thể là ai chứ? Kiếp trước, kiếp này, bản thân việc gì lại phải để ý quá mức như vậy chứ? Sống tốt cuộc sống của bản thân theo ý mình là được rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất kể kiếp trước là gì, đều đã là kiếp trước, kiếp sau dù có thế nào thì đó cũng là kiếp sau, không liên quan gì đến mình. Kiếp này mới là quan trọng nhất. Không suy nghĩ về kiếp trước, không lo lắng về kiếp sau, sống tốt kiếp này. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một câu Phật ngữ hắn đã học được ở cổ tự, Bồ đề từ đâu có chứng quả, hôm nay mới biết ta là ta. Buông bỏ. Ý của câu nói này là buông bỏ. Đạo Phật có một vị cao tăng, vì quá chấp nhất chứng đạo mà đánh mất chính mình, nhưng sau khi người đó lựa chọn buông bỏ, lại trực tiếp chứng đạo thành quả. Đừng chấp nhất bất kỳ cảnh giới nào, không có Phật quả để theo đuổi, có thể quên đi tất cả, liền hóa thánh siêu phàm, phá vỡ mọi loại vọng tưởng, xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần. Đây là một câu Phật ngữ trong kinh Phật, lúc mới nghe qua, hắn còn không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có chút hiểu ra. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp sau là kiếp sau, mà Diệp Huyên hắn là kiếp này, sống tốt kiếp này là được rồi. Quan tâm kiếp trước làm gì? Quan tâm kiếp sau làm gì? Bởi vì dù là kiếp trước hay kiếp sau, đó đều không phải là Diệp Huyên hắn, mà đó là một Diệp Huyên khác. Việc hắn cần làm hiện giờ là sống tốt cuộc đời kiếp này mới là con người thật của hắn. Nghĩ đến đây, toàn thân Diệp Huyên đột nhiên bừng lên một đạo Phật quang chói mắt, không chỉ vậy, vô số sức mạnh Phật Pháp trong cơ thể hắn bắt đầu tràn ra, sau đó vây quanh người hắn. Nhìn Phật quang xung quanh người mình, Diệp Huyên có chút sững sờ, đây là cái gì? Lúc này, đám sức mạnh Phật Pháp kia đột nhiên lao thẳng về phía ấn đường hắn, rất nhanh ngay sau đó, trên ấn đường hắn xuất hiện một chữ vạn oan, màu vàng kim. Diệp Huyên có chút sững sờ. Nếu trụ trì cổ tự ở đây nhất định sẽ rất sốc. Bởi vì đây là một loại cảnh giới của Phật tử, linh minh kiến tính. Chính là hiểu rõ bản thân mình. Trong lòng chứng đạo thành quả. Loại cảnh giới này vô cùng hiếm gặp trong Phật tử, thường chỉ xuất hiện ở trên những người đã đạt đến cao tăng, còn những người trẻ tuổi như Diệp Huyên, cho dù là ở cực lạc giới kia, cũng là vô cùng hiếm gặp. Thật ra Diệp Huyên cũng không phát hiện ra, sau khi hắn linh minh kiến tính, bản thân hắn đã bớt đi một vài nhân quả chưa rõ. Có một vài nhân quả quấn quanh, không phải là của ngày trước, mà là của bản thân ngày sau tự tạo ra. Có thể nói, nhân quả trên người hắn chỉ có thể tự bản thân hắn cắt đứt, người ngoài khó mà can thiệp. Diệp Huyên phát hiện, đám sức mạnh Phật Pháp này trên người hắn dường như trở nên mạnh lên. Dường như nghĩ đến điều gì,
hắn lập tức kích hoạt kim cang Phật thể của bản thân, sau khi kim cang Phật thể xuất hiện, hắn liền sững sờ. Bởi vì kim cang Phật thể này đã mạnh hơn lúc trước rồi. Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, Phật tử chính là như vậy, chú trọng giác ngộ, rất giống kiếm tu các ngươi. Ta đột nhiên phát hiện ra, tiểu tử, ngươi rất có tiềm năng làm hòa thượng, chỉ bằng trực tiếp làm hòa thượng đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, trong lòng có Phật, không phải là hòa thượng thì đã sao? Nếu trong lòng không có Phật, là hòa thượng thì sao? Lời hắn vừa thốt ra, chữ vạn trên ấn đường hắn đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một đường sáng màu vàng kim từ trong tiệm cầm đồ thiên đạo phóng thẳng lên trời, xuyên thẳng vào trong mây xanh. Mà sức mạnh Phật Pháp vốn đã im bặt trong cơ thể Diệp Huyên kia đột nhiên cuồn cuộn càn quét ra tựa như thủy triều. Toàn ngục tối vô biên trực tiếp bị bao phủ bởi sức mạnh của Phật Pháp. Hơn nữa, màu sắc của chữ vạn giữa ấn đường Diệp Huyên càng lúc càng đậm. Diệp Huyên có chút sững sờ, sức mạnh Phật Pháp của bản thân lại mạnh lên rồi sao? Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, người thật biến thái. Rõ ràng không phải là người. Diệp Huyên. Đúng lúc này, một vị tăng nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Người tới chính là tăng nhân chi võ của cổ tự, lúc ông ta nhìn thấy chữ vạn ở trên ấn đường của Diệp Huyên, ông ta hơi sững sờ, sau đó run giọng nói, đây là linh minh kiến tính. Ngươi! Diệp Huyên chớp mắt, đại sư, sao thế? Chi võ chắp hai tay trước ngực, Diệp công tử chứng đạo thành quả rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười, chắc là vậy. Chi võ cười khổ, Diệp công tử đã đạt tới linh minh kiến tính. Công tử thế này cũng quá bình tĩnh rồi. Diệp Huyên nhìn Chi Võ, đại sư, linh minh kiến tính rất khó sao? Nụ cười của Chi Võ càng thêm chua xót, Diệp công tử, trong cổ tự ta, ngoại trừ một vị tiền bối, không một ai đạt tới loại cảnh giới này, ngươi nói xem. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, sau đó nói, để tâm quá nhiều, thì càng khó đạt được. Chi Võ hơi sững sờ. Sau đó cung kính hành một lễ, đa tạ Diệp công tử đã chỉ điểm. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì đúng lúc này, hai vị lão tăng đột nhiên xuất hiện ở cách trước mặt Diệp Huyên không xa, người tới chính là trụ trì của cổ tự và trưởng lão chi sự. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyên, lúc nhìn thấy chữ. Vạn giữ ấn đường của Diệp Huyên, lão ta sửng sốt, một lúc sau, lão ta chắp hai tay trước ngực, trong mắt hiện lên đầy vẻ phức tạp. Linh minh kiến tính. Loại cảnh giới này, trong lịch sử cổ tự chỉ có hai người có thể làm được, mà lão ta chưa từng nghĩ rằng Diệp Huyên vậy mà lại có thể đạt được. Mà Diệp Huyên này mới có bao nhiêu tuổi chứ? Đúng là yêu nghiệt mà. Trong lòng trưởng lão chi sự đang đứng ở một bên kia cũng vô cùng phức tạp, cái tên láo cá này đã đạt tới linh minh kiến tính, đây còn để cho người ta sống hay không đây? Phải biết rằng, một khi đạt tới linh minh kiến tính, thì việc tu hành Phật Pháp chính là một công đôi việc. Mà sức mạnh Phật Pháp trên người Diệp Huyên giờ phút này vẫn đang càng lúc càng mạnh. Trụ trì của cổ tự do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, cậu có thể nói cho chúng ta biết cậu làm thế nào mà đạt được linh minh kiến tinh không? Diệp Huyên nhìn trụ trì cổ tự, trụ trì, ông lão cao tăng, trình độ Phật Pháp của ông cao hơn ta rất nhiều, nhưng ta thấy ông có một điểm không tốt. Trụ trì nói, Diệp công tử, mời nói. Diệp Huyên cười nói, để tâm quá mức, giống như giờ phút này, tại sao ông lại phải để tâm đến cái chỉ gọi là một loại cảnh giới này chứ? Mục đích cuối cùng mà ông tu hành Phật Pháp chính là muốn chứng đạo thành quả sao? Nghe vậy, trụ trì kia liền sững sờ, mà chàng hạt trong tay lão ta bỗng nứt ra, hạt rơi tứ tung trên mặt đất. Mục đích tu hành Phật Pháp là gì? Câu nói này đã hỏi khó trụ trì rồi. Trong mắt trụ trì dần dần hiện lên tia rối rắm. Mục đích ban đầu bản thân tu hành Phật Pháp là gì? Là muốn tu hành. Học Phật Pháp chính là muốn thành Phật, học Phật chính là muốn thay đổi bản thân, học Phật chính là muốn tu tâm tu hành. Mà lão ta quả thực cũng đã làm được rồi. Thế nhưng sau đó lại từ từ thay đổi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, trong kinh Tam Tạng có câu nói bất sanh bất tạo, bất sanh thị phi, bất tạo nhân quả, không chấp nhất theo đuổi, đại sư, ông đã làm được chưa?
trụ trì chắp hai tay trước ngực, lắc đầu. Diệp Huyên lại nói, nhiều lúc, chấp nhất chính là một nhà tù giam cầm bản thân, buông bỏ, tương đương với việc mở khóa nhà tù. Mà cổ tự hiện giờ, tất cả mọi người đều bị chính mình giam cầm. Nói đoạn, hắn nhìn về phía trụ trì, cười nói, đại sư, thứ cho ta nói thẳng, ông quá chấp nhất thư phòng, quá chấp nhất đạo kinh, một vị tiền bối đã từng nói với ta, đạo kinh quả thực có thể khiến người ta đạt đến cảnh giới bên trên đột nhất, thậm chí là cao hơn nữa, thế nhưng, đó là con đường mà người khác đưa cho ông. Nhưng, người khác không đưa cho chúng ta đường, thì chúng ta không có đường để mà đi nữa sao? Chân ở trên người, đường ở trong lòng, hà tất phải để người khác cho đường chứ? Nghe vậy, trụ trì nhìn Diệp Huyên, hai tay lão ta chắp trước ngực, Diệp công tử, ta không bằng cậu. Chấp nhất. Giờ phút này lão ta mới hiểu vì sao Diệp Huyên có thể đạt đến linh minh kiến tính rồi. Không phải là sự giác ngộ trong một sớm một chiều. Diệp Huyên từ bỏ thư phòng, bản thân đây chính là một loại cảnh giới. Không đúng, phải nói là, bản thân Diệp Huyên không quá xem trọng thư phòng, càng không nghĩ giống như người đời muốn dựa vào thư phòng để trở nên mạnh hơn. Không để ý, không chấp nhất. Trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, cậu cùng bọn ta đến cổ tự tu hành đi. Thế nào? Diệp Huyên cười nói, ta sẽ đi, có điều không phải là bây giờ. Ta vẫn còn có chút chuyện cần phải xử lý. Trụ trì chắp hai tay trước ngực, được, vậy chúng ta ở cổ tự đợi Diệp công tử. Nói xong, lão ta dẫn trưởng lão chi sự kia xoay người rời khỏi. Ngay sau đó, chi võ cũng rời đi. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, bọn họ sẽ từ bỏ đạo kinh sao? Diệp Huyên cười nói, không biết. Tầng 9 nói, Phật pháp nhất đạo này quả thực cao thâm. Ngươi có thể nghiên cứu nhiều một chút, đối với việc tu hành của bản thân ngươi có ích rất lớn, có điều, thứ này ta cũng không kiến nghị ngươi tiến sâu vào, dễ ma chướng. Diệp Huyên gật đầu. Thật ra, những gì hắn hiểu về Phật Pháp nhất đạo cũng chỉ là vẻ bề ngoài, xét về phương diện hiểu biết Phật Pháp, hắn còn kém xa đám người trụ trì, có điều, có thể cũng chính vì lý do này, hắn mới càng dễ đạt được linh minh kiến tính hơn. Bởi vì hắn đối với chứng đạo thành quả của Phật tử vốn không có suy nghĩ quá nhiều. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, rất nhiều người tựa như cát trong tay, người nắm càng chặt, thì càng dễ mất đi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn bước ra khỏi tiệm cầm đồ, nhìn bầu trời, Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, hắn khẽ chỉ tay một cái, một tia kiếm quang bay lên, trong chớp mắt liền biến mất ở phía cuối chân trời. Kiếm tâm tự tại. Với một phen giác ngộ vừa rồi, kiếm đạo của hắn cũng đã thăng cấp không ít. Có thể nói, hắn hiện giờ hoàn toàn có thể đấu với cường giả độn nhất cực cảnh giáo hoàng kia, hơn nữa không phải mượn sức mạnh của tháp giới ngục và huyết mạch. Xét cho cùng, hiện giờ hắn cũng là ngụy độn nhất. Nhưng có một vấn đề, đó chính là kẻ địch hiện giờ của hắn, đã không chỉ là độn nhất cực cảnh, mà còn có cảnh giới bên trên độn nhất nữa. Tu Di Thần Quốc. Hắn chưa hề quên nơi này. Mộ Niệm Niệm đã trấn áp Tu Di Thần Quốc, vì hắn kéo dài thời gian nửa năm. Nửa năm. Diệp Huyên dường như nghĩ đến điều gì, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy tăm hơi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, vũ trụ ngũ duy hoàn toàn khôi phục vẻ yên bình, bởi vì đạo giới không có bất kỳ hành động nào. Đạo giới. Lúc này, Liên minh đạo giới do Khương Vũ thành lập càng lúc càng lớn, trong đó có tới 70 vị cường giả độn nhất cảnh. Không thể không nói, đội hình này vô cùng khủng bố. Có thể nói, cường giả độn nhất cảnh của toàn đạo giới về cơ bản đều đã được ông ta tập hợp lại với nhau rồi. Đương nhiên, phải trừ đạo thôn kia ra. Mặc dù thực lực càng lúc càng mạnh, thế nhưng Khương Vũ ngược lại càng khiêm tốn tiết chế. Bởi vì lúc trước thực sự đã bị tổn thất quá nhiều. Mặc dù biết đạo kinh kia đang nằm ở trong tay thiên đạo của vũ trụ ngũ duy, nhưng Khương Vũ cũng không có đi tìm Mộ Niệm Niệm. Mặc dù Tu Di Thần Quốc biết đạo kinh đô đang nằm ở trong tay Mộ Niệm Niệm, nhưng lại không đi đoạt lấy, điều này đã đủ chứng minh rất nhiều điều. Hơn nữa, điều khiến ông ta kiêng dè nhất là, thiên đạo của vũ trụ ngũ duy này đã đem thư phòng và giáo hoàng đi ngay trước mắt bọn họ. Thực lực này khủng bố nhường nào chứ? Vì vậy,
ông ta vốn không dám đi tìm Mộ Niệm Niệm. Và lại cũng không nhất thiết phải đi tìm Mộ Niệm Niệm. Tu Di Thần Quốc nói với ông ta tin tức này, chẳng qua chỉ muốn dùng ông ta như một công cụ. Ông ta hiện giờ cũng không vội, dù sao theo như ông ta thấy, có người còn sốt ruột hơn ông ta. Trong ván cờ này, kẻ nào hấp tấp thì kẻ đó chịu thiệt. Vào ngày này, một người con gái đến Điện Tiên Các, người này chính là Lý Thanh của đạo thôn kia, trước đó đã từng tới một lần. Bên trong điện, Khương Vũ nhìn Lý Thanh, cô nương có chuyện gì sao? Lý Thanh khẽ mỉm cười, Khương các chủ chắc biết thư phòng đó không hề nằm ở trong tay đạo thôn ta. Khương Vũ gật đầu, phải. Lý Thanh nhìn Khương Vũ, vậy Khương các chủ biết thư phòng đó đang nằm ở trong tay ai sao? Khương Vũ cười đáp, đang ở trong tay thiên đạo của vũ trụ ngũ duy. Thiên đạo của vũ trụ ngũ duy. Lông mày của Lý Thanh nhíu lại, bọn họ thật sự cũng đã điều tra qua về thiên đạo của vũ trụ ngũ duy. Trong quá trình bọn họ điều tra, thiên đạo của vũ trụ ngũ duy này rất khiêm tốn, không có một chút cảm giác tồn tại nào, về phần thực lực, bọn họ cũng không điều tra quá nhiều. Một thiên đạo thì có thể có thực lực mạnh cỡ nào chứ? Thế nhưng hiện giờ xem ra, bọn họ đã đánh giá thấp thiên đạo của vũ trụ ngũ duy này rồi. Lý Thanh nhìn về phía Khương Vũ, nếu như Khương các chủ đã biết thư phòng đó đang nằm ở trong tay thiên đạo của vũ trụ ngũ duy này rồi, vậy tại sao còn không ra tay? Khương Vũ cười nói, nếu đạo thôn muốn, đi vũ trụ ngũ duy tìm cô ta là được rồi, còn về phần ta không vội. Lý Thanh cười nói, xem ra, thực lực của thiên đạo của vũ trụ ngũ duy này rất mạnh. Khương Vũ lắc đầu, nếu cô nương có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Lý Thanh gật đầu, Khương các chủ, thôn đạo ta muốn liên thủ với các ngươi. Khương Vũ trầm mặc. Lý Thanh lại nói, vũ trụ ngũ duy đã liên thủ, vũ trụ lục duy cũng đang thầm giúp đỡ Diệp Huyên, cổ tự cũng ra sức bảo vệ Diệp Huyên. Hơn nữa, theo như ta biết, bên phía Tu Di Thần Quốc cũng có động tĩnh, Khương các chủ, ta nghĩ chúng ta cả thể liên thủ, ngài thấy thế nào? Khương Vũ trầm mặc. Lý Thanh lại nói, Khương các chủ nên hiểu rõ, bất kỳ bên nào trong chúng ta cũng đều không thể đơn phương nuốt trôi đạo kinh này. Khương Vũ nhìn Lý Thanh, có thể liên minh, có điều, mọi người chỉ là liên minh. Khóe môi Lý Thanh khẽ nhếch lên, bọn ta cũng nghĩ giống vậy. Khương các chủ, nếu như thôn đạo ta có tin tức gì mới, sẽ phái người thông báo cho các chủ ngài, nếu như bên phía Khương các chủ có tin tức gì, cũng phải tình báo cho bọn ta biết. Khương Vũ gật đầu, đương nhiên. Lý Thanh gật đầu, sau đó rời đi. Khương Vũ nhìn Lý Thanh rời đi, trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyên đang ngự kiếm lao nhanh, hắn lúc này, đã ở đạo giới. Mà mục đích lần này của hắn chính là gia tộc trước đây của tiên tri. Diệp tộc. Từ lâu hắn đã muốn đến xem thử Diệp tộc này, đây chính là nơi tiên tri đã từng ở. Diệp tộc nằm trong một dãy núi, dưới sự chỉ dẫn của đại tỷ, Diệp Huyên đã đi sâu vào trong dãy núi, sau khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm, hắn đã nhìn thấy một tòa thành cổ, tòa thành không hề lớn, và rất hoang vu, giữa bốn bể đồi núi bao quanh có thể lờ mờ nhìn thấy những tàn tích đổ nát thê lương. Rất rõ ràng có thể nhìn ra nơi đây đã từng bị tàn phá. Diệp Huyên bước vào trong thành, bên trong thành mọc vô số cỏ dại, vô cùng hoang vắng. Diệp Huyên khẽ nói, đại tỷ, Diệp tộc không còn ai nữa sao? Đại tỷ trầm mặc một lúc, rồi nói, chắc vậy. Vào lúc đó, hàng chục vị cường giả độn nhất cảnh tề tựu ở Diệp gia. Thực ra, tiên sinh vẫn luôn cho rằng có kẻ chủ mưu đứng sau hậu trường. Kẻ chủ mưu đứng sau hậu trường. Diệp Huyên khẽ chau mày, là ý gì? Đại tỷ nói, năm đó sau khi tiên sinh lấy được đạo kinh, không hề có người ngoài nào biết được, thế nhưng, không biết vì lý do gì, sau đó bên ngoài đồn rằng người đã lấy được đạo kinh. Diệp Huyên hỏi, người có nói là ai không? Đại tỷ nói, không, người cũng chỉ là suy đoán thôi. Thực ra hiện giờ nghĩ lại, năm đó những người tham gia bao vây tấn công Diệp tộc, không chỉ có cường giả đạo giới, mà chắc hẳn còn có cường giả của thế giới khác. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói như vậy? Đại tỷ nói, nếu chỉ là độn nhất cảnh,
tiên sinh chắc hẳn có thể đối phó được. Diệp Huyên trầm mặc. Đại tỷ lại nói, trận chiến đó, rất khốc liệt. Diệp Huyên lướt nhìn tứ phía một cái, khẽ nói, có thể nhìn ra được. Nói xong, hắn đi sâu vào trong thành. Trong thành, khắp nơi đều là đống đổ nát thê lương, cỏ dại mọc tùm, vô cùng hoang vắng. Nơi đây cũng đã từng là nơi phồn hoa bậc nhất, đạo giới, bởi vì tiên tổ Diệp gia từng sinh ra một Diệp Lan Đình, người này chính là đệ nhất cường giả đạo giới lúc bấy giờ. Lúc đó, Diệp gia vô cùng huy hoàng. Đáng tiếc, cùng với sự biến mất của Diệp Lan Đình, Diệp gia dần dần xuống dốc, khó khăn lắm Diệp gia mới lại xuất hiện một Diệp Thanh Chi, thế nhưng lại gặp phải tai bay vạ gió. Không thể không nói, Diệp gia đúng là có chút thảm. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn không xa, là một đại điện đổ nát, đại điện đã bị cỏ dại bao phủ, tỏa ra mùi cỏ hăng hắc. Sở dĩ Diệp Huyên dừng lại là bởi vì tháp giới ngục của hắn đã có phản ứng. Diệp Huyên lấy tháp giới ngục ra, tháp giới ngục khẽ rung lên, dường như đang đáp lại điều gì. Diệp Huyên nói, đại tỷ. Đại tỷ khẽ nói, bên trong có lẽ có gì đó. Diệp Huyên gật đầu, hắn chỉ tay một cái, một tia kiếm quang chém ra, trong nháy mắt, đám cỏ dại bao quanh đại điện kia trực tiếp biến mất. Diệp Huyên bước về phía đại điện đổ nát kia, lúc này, trong đầu Diệp Huyên vang lên một giọng nói, ngươi thật sự muốn đi vào sao? Giọng của tầng 9. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, sao thế? Tầng 9 trầm giọng đáp, ta cảm thấy có chút bất thường. Diệp Huyên liếc nhìn đại điện đó một cái, sau đó nói, tiền bối đã cảm nhận được điều gì sao? Tầng 9 đáp, chính là cảm thấy bất thường. Diệp Huyên nhìn về phía đại điện đó, thần thức hắn quét về phía đại điện đó, thế nhưng cũng không có cảm nhận được điều gì. Diệp Huyên nghĩ một chút, sau đó xoay người bước đi. Nếu như tầng 9 đã nói là cảm thấy bất thường, vậy thì nhất định là có vấn đề. Hắn không muốn đi tìm đường chết. Có thể không làm thì đừng làm. Chính vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau hắn, nếu như đã đến rồi. Sao không vào ngồi chơi một chút chứ? Có người. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía đại điện kia, nhưng hắn không cảm nhận được bên trong đại điện có người. Diệp Huyên cười nói, đại tỷ, sẽ không phải là tiên sinh của tỷ đấy chứ? Đại tỷ trầm lặng. Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ thật sự là tiên sinh của tỷ? Đại tỷ nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Rõ ràng. Nàng ta không muốn Diệp Huyên đi vào. Lúc này, bên trong lại vang lên một giọng nói, ngươi là đang sợ cái gì sao? Kế khích tướng. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta không sợ cái gì, nhưng ta cảm thấy không cần thiết phải vào trong mạo hiểm, không lợi ích gì, ngươi nói xem. Không sợ không có nghĩa là phải vào trong. Giọng nói kia cười nói, ngươi muốn có lợi sao? Diệp Huyên cười nói, ngươi có không? Giọng nói kia, đột nhất chân chính, có tính là lợi không? Diệp Huyên trầm lặng. Giọng nói kia lại nói, ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Lúc này, đại tỷ đột nhiên nói, đi. Tầng 9 cũng nói, đi, đừng do dự. Giọng nói kia cười nói, đi đi. Diệp Huyên cười nói, ta cũng muốn gặp người từng là thiên tài đứng đầu của đạo giới mở mang tầm mắt. Nói xong, hắn đi vào trong đại điện. Đại tỷ đột nhiên thấp giọng thở dài, người có thể sẽ hối hận. Diệp Huyên cười nói, đại tỷ là muốn ta đi vào, đúng không? Đại tỷ im lặng. Tầng 9 đột nhiên nói, tiểu tử, hà tất phải hành động theo cảm tính. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta chỉ là muốn gặp người từng tính kế mình. Khi đang nói, hắn đã bước vào trong đại điện. Ở trong đại điện, một người đàn ông tóc dài ngồi xếp bằng. Người đàn ông ngồi trên mặt đất, tóc dài qua vai, hơi cúi đầu, không nhìn thấy được gương mặt thật của hắn ta. Hắn đã đoán được người trước mặt là ai? Diệp Thanh Chi. Lúc này, đại tỷ và các đạo tắc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Khi nhìn thấy người đàn ông tóc dài ở phía xa, bọn họ rất kích động. Hiển nhiên, Diệp Huyên không hề đoán sai. Lúc này, người đàn ông tóc dài nhẹ giọng nói, đều đến rồi.
Đại tỷ nhìn người đàn ông tóc dài, vẻ mặt phức tạp, tiên sinh. Người đàn ông tóc dài cười nói, ta chẳng qua là một hình ảnh. Một hình ảnh. Tiên tri thật sự, đã biến mất rồi. Sắc mặt đại tỷ vô cùng phức tạp, tiên sinh, lúc trước. Người đàn ông tóc dài cười nói, đây có lẽ chính là cái gọi là ý trời. Thật là người tính không bằng trời tính. Nói xong, hắn hướng về phía Diệp Huyên, đã là độn nhất rồi sao? Diệp Huyên cười nói, giả độn nhất. Người đàn ông tóc dài nhẹ giọng nói, nàng ta đâu? Diệp Huyên nhìn người đàn ông tóc dài, ngươi là nói cô gái váy trắng à? Người đàn ông tóc dài gật đầu. Diệp Huyên nói, đi rồi, đi đến một nơi rất xa rất xa. Người đàn ông tóc dài trầm lặng một lát, sau đó nói, lúc trước ta từng giao đấu với nàng ta. Diệp Huyên không nói gì. Người đàn ông tóc dài khẽ cười nói, kết quả thì ngươi cũng đã biết rồi. Diệp Huyên trầm lặng. Người đàn ông tóc dài lại nói, lúc mới đầu khi ta chọn chúng ngươi, chỉ thấy vận may lớn trên người ngươi, nhưng lại chưa từng nhìn thấy biến số nhân quả trên người ngươi. Cũng không đúng, lúc ấy ta đã cảm nhận được rồi. Nhưng là, ta cảm thấy ta làm được, cảm thấy ta có thể xử lý. Nói xong, hắn ta lắc đầu cười, tự phụ hại chết người. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, theo ta được biết, ở vũ trụ ngũ duy nhân phẩm của ngươi rất tốt. Người đàn ông tóc dài cười nói, người có nhân phẩm tốt sẽ không làm chuyện xấu sao. Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông tóc dài mỉm cười, người tốt cũng có thể làm chuyện xấu, mà người xấu cũng có thể làm chuyện tốt. Diệp Huyên cười nói, cũng đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đám đại tỷ, sau đó nói, vừa rồi các nàng không cho ta tiến vào, để ta đoán thử, bọn họ là sợ ngươi đoạt xác ta. Người đàn ông tóc dài cười nói, nếu ta muốn đoạt xác ngươi, thì ngươi định chống lại thế nào? Nói xong, hắn ta mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục lập tức xuất hiện trong tay hắn ta. Tháp giới ngục là do hắn ta tạo ra, tự nhiên sẽ chọn hắn ta. Diệp Huyên cười nói, ngươi có biết vì sao ta dám tiến vào không? Người đàn ông tóc dài nói, cô gái váy trắng. Diệp Huyên lắc đầu, bởi vì ta cảm thấy, tiên tri đã biến mất rồi. Vĩnh viễn biến mất rồi. Người đàn ông tóc trắng trầm lặng. Diệp Huyên lại nói, về phần tháp nhỏ này, nếu ngươi muốn lấy lại, có thể lấy bất cứ lúc nào. Nó vốn không thuộc về Diệp Huyên ta sẽ không ép buộc nó đi theo ta. Nói xong, hắn nhìn về phía đám đại tỷ, các ngươi cũng vậy. Các ngươi trợ giúp ta ghi nhớ trong lòng, nhưng ta vẫn luôn biết rõ, các ngươi không có nghĩa vụ trợ giúp ta, bởi vì các ngươi không nợ ta. Đối Diệp Huyên mà nói, làm người không thể coi mọi chuyện là nghiễm nhiên. Đơn giản mà nói, không thể coi chuyện người khác giúp đỡ mình là lẽ đương nhiên. Đám người đại tỷ quả thật không nợ Diệp Huyên cái gì. Cho nên, giống như hắn nói, nếu bọn họ thật sự muốn rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Người khác giúp mình, đó là tình cảm, không giúp, đó là bổn phận. Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, đám đại tỷ nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp. Lúc này, người đàn ông tóc dài đột nhiên cười nói, không tồi, tính cách ngươi rất sốt. Nhưng mà điều khiến ngươi thật sự muốn tiến vào, hẳn là có niềm tin tuyệt đối với bản thân, đúng không? Diệp Huyên hỏi lại, ngươi sẽ đoạt xác ta sao? Người đàn ông tóc dài cười nói, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên nhìn người đàn ông tóc dài, nàng ta giết người, tuyệt đối sẽ không để lại tai họa về sau. Đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lát sau, người đàn ông tóc dài cười ha ha, hay cho một Diệp Huyên. Ngươi nói không sai, nàng ta giết người, tuyệt đối sẽ không để lại tai họa về sau. Đúng như lời Diệp Huyên nói, tiên tri đã thật sự biến mất rồi. Hình ảnh trước mắt muốn đoạt xác. Căn bản không có khả năng. Bởi vì hắn ta thậm chí không được tính là linh hồn. Nếu ngay cả linh hồn cũng không phải, làm sao đoạt xác? Có thể nói, tiên tri đến căn bản để đoạt xác cũng không có. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, tiền bối là ở đây đợi ta hay là? Người đàn ông tóc dài lắc đầu, không phải là đợi ngươi, nói một cách chính xác là ta đang đợi chính mình.
Diệp Huyên nhìn người đàn ông tóc dài, tiền bối có gì cần ta giúp đỡ không? Người đàn ông tóc dài cười nói, ngươi không hận ta sao? Lúc trước ta đã tính kế ngươi. Diệp Huyên nói, người chết là trên hết. Ngụ ý chính là ngươi đã chết rồi. Ta hận ngươi có tác dụng gì? Vẫn là nghĩ cách kiếm chút lợi ích để bù đắp lại, như vậy thực tế hơn. Người đàn ông tóc dài nghe Diệp Huyên nói, cười ha ha, rất thú vị. Không giấu gì ngươi, ta quả thật có chút tâm nguyện chưa hoàn thành, muốn nhờ ngươi giúp đỡ một chút. Đương nhiên, sẽ không để ngươi giúp không công. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tuyệt không chối từ. Rất hiển nhiên, có lợi rồi. Người đàn ông tóc dài cười nói, năm đó khi ta lấy được đạo kinh, đã cảm giác có chút không ổn, cho nên, ta đã giấu một vài người trong tộc đi, ta hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố bọn họ, cũng đừng để bọn họ xuất hiện tại thế gian, chỉ cần âm thầm chiếu cố là được, nếu như có mầm non tốt, ngươi có thể giúp ta đào tạo bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, không vấn đề. Người đàn ông tóc dài lại nói, mối thù của nhà họ Diệp, không phải mối thù của ngươi, ta sẽ không yêu cầu ngươi báo thù thay ta, nhưng theo như tình hình trước mắt, ngươi và đạo giới hẳn là không cách nào hòa hợp được. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Chỉ cần đạo giới không từ bỏ đạo kinh, giữa bọn họ không cách hòa hợp. Người đàn ông tóc dài cười nói, đây thật ra đều là những nhân vật nhỏ. Diệp Huyên nhíu mày, ý là sao? Người đàn ông tóc dài lắc đầu cười, sau này ngươi tự mình trải qua đi. Một chuyện cuối cùng, ta lúc trước vốn là một thư sinh, ta muốn tạo nên một thế giới công bằng, nhưng về sau lại phát hiện, đây căn bản là chuyện không thể. Mặc dù không thể làm đến công bằng tuyệt đối, nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới trở nên tốt hơn. Nói xong, hắn ta lấy ra một quyển sách cổ đưa cho Diệp Huyên, đây là một vài ý tưởng lúc trước ta viết, ngươi xem. Ngày sau nếu như dùng đến là tốt nhất, nếu không, ngươi giúp ta giữ lại cho người có duyên, thế nào? Diệp Huyên nhìn thoáng qua quyển sách cổ không có tên, hắn nhận lấy sách cổ, gật đầu, được. Người đàn ông tóc dài nhìn đám đại thị, cười nói, các ngươi về sau đi theo hắn có thể cho các ngươi một chốn trở về tốt. Đại tỷ run giọng nói, tiên sinh. Người đàn ông tóc dài lắc đầu, ta không oán hận bất kỳ ai. Cũng không oán hận hắn, lại càng không hận cô gái váy trắng kia. Là ta gieo nhân xấu, phải nhận lại quả xấu, đó là ta hậu quả do ta tự chuốc lấy, không liên quan đến người khác. Đại tỷ trầm lặng. Người đàn ông tóc dài lại nói, còn nữa, tuy các ngươi do ta tạo ra, nhưng hiện tại các ngươi đã có con đường của mình, không cần sống trong thế giới mà ta từng tạo cho các ngươi, tự mình sống thật tốt. Đại tỷ khẽ gật đầu, ta hiểu. Người đàn ông tóc dài cười nói, các ngươi đi theo hắn, nguy hiểm, nhưng cũng có cơ hội. Đại tỷ hơi do dự, sau đó nói, tiên sinh, người có biết nguyên nhân tai ách trên người hắn là gì không? Người đàn ông tóc dài nhìn thoáng qua Diệp Huyên, gật đầu, biết một chút. Đại tỷ vội vàng nói, người có cách nào giúp hắn giải trừ nguyên nhân tai ách kia không? Người đàn ông tóc dài trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu, không thể. Diệp Huyên hỏi, nếu là tiền bối ở thời kỳ đỉnh phong thì có thể không? Người đàn ông tóc dài cười nói, nếu là thời điểm đó, ta có thể kéo dài một chút thời gian cho ngươi, nhưng lại không thể giải trừ hoàn toàn cho ngươi. Cũng không có cách nào, cho dù là cô gái váy trắng cũng không thể, bởi vì cái này không thể dùng sức mạnh giải quyết. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Người đàn ông tóc dài cười nói, thật ra không nên gọi là nguyên nhân tai ách. Nên gọi là kết quả tai ách. Có nhân mới có quả, người có kết quả tai ách này, vậy ắt hẳn là do ngươi từng gây nên nguyên nhân tai ách, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyên im lặng. Nguyên nhân tai ách. Ý của tiên tri rất đơn giản, nhân quả, là nhân do hắn tạo ra. Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếp này ta chưa từng làm gì mà. Tiên tri cười nói, ngươi chưa từng làm gì, nhưng không phải ta vẫn tìm tới ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía tiên tri cười nói, thế giới này chính là như vậy, rất nhiều lúc thế giới tràn đầy địch ý với ngươi, cho dù ngươi không làm gì, thậm chí tâm hướng thiện, nhưng cũng có thể tai bay vạ gió. Mà có một số kẻ ác, chuyện xấu làm đến cùng, nhưng lại vẫn sống tốt. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây là vì sao?
Tiên tri nhìn Diệp Huyên, bởi vì đạo thiện ác luân hồi đã sụp đổ. Diệp Huyên có chút khó hiểu, đạo thiện ác luân hồi. Tiên tri gật đầu, người xưa có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Lúc trước, có một trật tự thiên ác luân hồi vô cùng trọn vẹn, thiện nhân tất có thiện quả, ác nhân nhất định có ác quả, con người nếu bước vào luân hồi, thì sẽ không thể tự mình khống chế, mà là căn cứ theo công đức thiện ác lúc còn sống để đánh giá. Người tốt, kiếp sau được báo đáp tốt, người xấu kiếp sau gặp ác báo, tuần hoàn như thế. Nhưng mà đạo thiện ác luân hồi này đã sụp đổ, thiện ác và trật tự luân hồi đã không còn tồn tại nữa, cũng không đúng, phải nói là trở nên rất hỗn loạn. Diệp Huyên nhíu mày, trở nên rất hỗn loạn. Vì sao? Tiên tri nhìn Diệp Huyên, bởi vì có người xấu mạnh hơn người tốt, đối phương đảo ngược trật tự nhân quả thiện ác. Đơn giản mà nói, có người đã phá vỡ đạo thiện ác luân hồi, thay đổi trật tự này. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó hỏi, điều này có phải là rất khó không? Tiên tri cười nói, ngươi có biết cô gái váy trắng mạnh đến mức nào không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Tiên tri nhẹ giọng nói, ta cũng không biết. Diệp Huyên. Tiên tri lại nói, nhưng ta biết một điều, đó là nàng đã có thể phá đạo. Ta thuận theo ác đạo tiến vào luân hồi, nhưng nàng đã phá hủy luân hồi thiện ác này một cách vô cùng dễ dàng, xóa bỏ ta từ trong luân hồi này. Điều này có nghĩa là nàng đã có thể phá đạo, chỉ là ta không biết nàng rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, có lẽ, nàng chỉ có thể phá một đạo luân hồi, có lẽ. Nàng có thể phá tất cả đạo trên thế gian. Chấm 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 chấm. Thật ra trong lòng tiên tri vô cùng phức tạp. Lúc trước hắn sau khi cảm nhận thấy một vài nhân quả không tốt trên người Diệp Huyên vẫn lựa chọn Diệp Huyên, không phải bởi vì tự đại, mà là bởi vẻ tự tin. Hắn tự tin tiếp nhận phúc báo và nhân quả của Diệp Huyên. Nhưng hắn thật không ngờ sau lưng Diệp Huyên lại có một người hộ đạo khủng bố như thế. Người có thể uy hiếp hắn ta cũng chỉ có cao thủ có thể phá đạo. Nhưng mà, cao thủ như vậy gần như chỉ thuộc về truyền thuyết. Thế nhưng lại khiến hắn ta gặp phải. Hắn ta thật xui xẻo. Nhưng chết không oan. Hậu quả xấu do chính mình gây ra. Lúc này, Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, cái gọi là phá đạo là chỉ cái gì? Tiên tri thu hồi suy nghĩ, cười nói, chính là phá vỡ đạo. Diệp Huyên nói, có thể nói rõ hơn một chút không? Tiên tri cười nói, phá đạo rất đơn giản, phá vỡ đại đạo, người không ở trong đạo, không chịu ràng buộc bởi trật tự do người khác lập ra. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, nghe có vẻ rất đơn giản. Tiên tri cười ha ha, nghe thì quả thật đơn giản, nhưng muốn làm được, thì khó hơn lên trời. Diệp Huyên nhìn về phía tiên tri, tiền bối có thể làm được không? Tiên tri cười nói, ta vốn là vô cùng có hy vọng, nhưng... Ngươi cũng biết, về sau ta đã bị xử lý. Diệp Huyên. Tiên tri nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, có người đã thay ngươi giảm bớt một chút nguyên nhân tai ách trên người ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, hẳn là Niệm Niệm. Tiên tri nhẹ giọng nói, Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên nhìn về phía tiên tri, tiền bối biết nàng ta. Tiên tri khẽ gật đầu, nàng ta là một kỳ nữ. Rất mạnh. Diệp Huyên hỏi, mạnh đến mức nào? Tiên tri cười nói, mạnh bất thường. Diệp Huyên. Tiên tri lại nói, nàng ta thật sự lương thiện, nếu nàng ta có chút ác niệm nào, những chúng sinh ở vũ trụ ngũ duy đã sớm không còn rồi. Diệp Huyên gật đầu, rất lương thiện. Tiên tri nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, ta ngược lại không ngờ nàng ta sẽ giúp ngươi, lúc trước ta nhờ nàng ta giúp đỡ ta, nàng ta đã từ chối. Diệp Huyên có chút tò mò, ngươi nhờ nàng ta giúp làm gì? Tiên tri nhún vai, nhờ nàng ta giúp ta hộ đạo, để ta thuận lợi trở thành ngươi. Diệp Huyên. Tiên tri nhẹ giọng nói, lúc ấy nàng ta đã khuyên ta, nói bước vào con đường này, sẽ không có đường về. Lúc đó ta còn không tin. Mãi đến khi bị chém giết, ta mới hiểu được ý của nàng ta là người nhìn xa nhất. Nhìn xa hơn ta rất nhiều. Đáng tiếc, lúc ấy ta có hơi tự tin quá mức. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối từng xem qua đạo minh. Tiên tri gật đầu, xem qua, nhưng chỉ là một tờ giấy bị thiếu.
Diệp Huyên nhíu mày, bên trong thư phòng không có đạo kinh hoàn chỉnh. Tiên tri lắc đầu, không có. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, tuy chỉ có mảnh giấy thiếu, nhưng đủ cho ngươi dùng rồi. Ít nhất trước mắt mà nói. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, Niệm Niệm từng nói, đó là con đường của người khác cho. Tiên tri im lặng, sau đó nhẹ giọng nói, ta không bằng nàng ta. Diệp Huyên nhìn về phía tiên tri cười tự giễu, chỉ điều này thôi, ta còn xa mới bằng nàng ta. Nàng ta nói đúng, đạo kinh chính là con đường của người khác cho ngươi. Diệp Huyên trầm lặng. Tiên tri cười nói, ngươi cũng học nàng ta, đi con đường của mình. Diệp Huyên gật đầu. Tiên tri cười nói, ngốc. Diệp Huyên nhìn về phía tiên tri khẽ cười nói, vì sao nàng ta không cần đạo kinh? Bởi vì lúc ấy nàng ta đã đi ra con đường của mình, cho nên, nàng ta không cần đạo kinh. Nhưng ngươi vẫn chưa, ta thấy ngươi đã đạt đến cảnh giới, tâm tự tại, vì sao trong lòng phải chấp niệm chứ? Diệp Huyên hơi hành lễ, mong tiền bối chỉ điểm. Tiên tri cười nói, có rất nhiều con đường đi thông đến cuối võ đạo, có một vài con đường là do người khác đi ra, chúng ta có thể đi theo con đường này, bởi vì đây là kinh nghiệm của người ta, chúng ta có thể học tập. Ngươi không cần phải cố gắng tự mở ra một con đường cho mình. Đương nhiên, nếu như không có đường, cũng nên có tâm thái như thiên đạo ngũ duy, có đường ta bước đi, không có đường thì ta tự đi ra con đường của riêng mình. Ngươi hiểu được ý của ta không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Không cần quá cố chấp bởi hình thức. Tiên tri mỉm cười, thư phòng không ở trong tay ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ở trong tay Niệm Niệm. Tiên tri nhẹ giọng nói, trong đó có một vài tác phẩm lúc trước của ta, những tác phẩm này vẫn có ích cho ngươi, ngoài ra còn có ba đồ vật, thứ nhất là trang đạo kinh này, thứ hai là Phật kinh của Phật gia. Diệp Huyên có chút tò mò, Phật kinh. Tiên tri gật đầu, một quyển Phật kinh rất có ý nghĩa. Nói xong, hắn ta nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, ngươi đã tu luyện kim cang Phật thể của cổ tự. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tiên tri nhẹ giọng nói, xem ra, người đã dính nhân quả Phật ra, nhưng mà cũng không phải chuyện gì xấu. Môn đạo Phật Pháp quả thật đáng để nghiên cứu học tập. Sau này nếu người mơ thư phòng kia, có thể xem Phật Kinh, sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi. Diệp Huyên cười khổ, ta không thể mở nó ra. Tiên tri cười nói, vậy là thời cơ chưa đến. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Tiên tri nhìn Diệp Huyên. Cười nói, trong thư phòng, ngoài đạo kinh và Phật kinh ra, còn có một vật, vật ấy rất nguy hiểm, nếu hiện tại ngươi mở ra sẽ có nguy hiểm. Diệp Huyên có chút tò mò, thần vật gì? Tiên tri cười nói, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Huyên. Tiên tri nhìn chính mình, sau đó cười nói, không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi nữa. Ngươi không phải là muốn đạt đến độn nhất chân chính sao? Ta giúp ngươi một đoạn đường. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Đây là một đoạn trong trang đạo kinh kia, ý là thiên địa đại đạo có 50 đường, nhưng thiên địa chỉ khai triển ra 49 đường, ví dụ thiên đạo vốn không hoàn chỉnh, bất cứ việc gì cũng đều có một con đường sống. Mà độn nhất chính là con đường sống này, ngươi hiểu ý ta không? Diệp Huyên trầm giọng nói, phải làm thế nào để thoát ra ngoài đại đạo, đạt đến độn nhất? Tiên tri nhìn Diệp Huyên. Tự hỏi bản thân ngươi. Diệp Huyên sững người, hỏi ta. Tiên tri gật đầu, độn nhất, ngay ở một từ, độn, chúng ta ở trong đại đạo, chúng ta chịu sự ràng buộc của đại đạo, chúng ta không thể chống lại quy tắc đại đạo, ít nhất tạm thời không được, nhưng là, chúng ta có thể chạy khỏi đại đạo, cũng chính là chạy trốn ra ngoài đại đạo, không bị đại đạo ràng buộc. Nói xong, hắn ta dừng một chút, lại nói, con người giống như một con trâu. Nếu là bị dây thừng dắt quá lâu, tới rồi một ngày nào đó, cho dù ngươi không cột nó lại, nó cũng sẽ không chạy trốn, bởi vì sao? Bởi vì thói quen, bởi vì nó đã quen bị trói buộc. Cho dù dây thừng không cố định, nó cũng sẽ không chạy đi, bởi vì nó cảm thấy nó vẫn đang bị trói. Con người cũng vậy, quy tắc đại đạo giống như dây thừng kia, nếu như ngươi hiểu được điểm này, ngươi sẽ phát hiện, đạt đến độn nhất là một chuyện vô cùng đơn giản. Diệp Huyên trầm lặng, hai tay hắn từ từ nắm chặt lại.
Tiên tri lại nói, cái gọi là giả độn nhất, thật ra chính là lừa mình dối người. Giả độn nhất tương đương với con trâu bị dây thừng trói lấy, nhưng nó tự nói mình không bị trói. Thực ra, nó vẫn là bị trói bởi dây thừng kia. Mà rất nhiều cao thủ giả độn nhất một mực mong chờ người khác đến cởi dây thừng cho bọn họ, lại không biết rằng thật ra chính mình có thể tự thoát khỏi dây thừng. Giống như Mộ Niệm Niệm nói, nếu phía trước không đường, vì sao không tự mình đi ra một con đường? Diệp Huyên im lặng. Tiên tri nhìn Diệp Huyên, rất nhiều thời điểm, thay đổi góc độ suy nghĩ, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực, mà hiện tại ngươi đã có thực lực để thực hiện bước đó, phải xem bản thân ngươi có thể hiểu ra không. Diệp Hiểu đột nhiên nói, ta hiểu rồi. Tiên tri nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, thực ra không hề phức tạp. Tiên tri cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyên bước lên trước, kiếm vực đột nhiên bao trùm bốn phía, trong khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, cả người hắn liền trở nên hư ảo. Hắn lúc này đem đến cho người ta cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như ở đây, nhưng lại không giống ở đây, như có như không, hư vô mờ mịt. Tiên tri nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên từ từ nâng tay phải lên, không gian xung quanh khuấy động từng đợt, mà không gian trong kiếm vực của hắn bắt đầu dập dờn giống như gợn nước, mà cả người hắn cũng dập dờn như sóng, vô cùng quỷ dị. Tiên tri trầm lặng một hồi, nhẹ giọng nói, chúc mừng. Diệp Huyên cười nói, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Tiên tri cười nói, còn có một vài thiếu sót. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Hắn thật ra là nhờ vào kiếm vực mới đạt đến độn nhất, nhưng hắn chỉ là độn nhất trong kiếm vực, hắn lợi dụng kiếm vực khiến bản thân thoát ra ngoài đại đạo, nhưng nghiêm khắc mà nói, nếu hắn không có kiếm vực, thì cũng vẫn ở trong đại đạo này. Đơn giản mà nói, hắn đã gian lận đến độn nhất. Đây là chỗ thiếu sót. Nhưng hắn có thể chân chính đạt đến độn nhất, chẳng qua hắn bây giờ còn thiếu lực lượng. Nếu muốn chạy ra ngoài đại đạo, hắn nhất định phải cứng rắn đối mặt với đại đại, mạnh mẽ khiến bản thân thoát ly khỏi phạm vi đại đạo, mà như vậy rất khó, vừa rồi hắn đã thử một chút, lực lượng của hắn vẫn chưa đủ để làm được. Nhưng hắn lại phát hiện, sau khi nhờ vào kiếm vực, hắn có thể dễ dàng đạt đến độn nhất. Kiếm vực, tự thành một khu vực, mà sau đã thức tỉnh hắn có thể mượn dùng kiếm vực này đạt đến độn nhất, nhưng chỗ thiếu sót chính là chỉ có thể ở trong kiếm vực đạt đến độn nhất. Không chịu ràng buộc của đại đạo. Có thể nói, bây giờ hắn muốn đạt đến độn nhất chân chính, chỉ là vấn đề thời gian. Tiên tri nhìn Diệp Huyên, cười khẽ, nhận thức tốt lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, sau khi ta đến độn nhất, vì sao nhân quả trên người ta? Tiên tri nhẹ giọng nói, bởi vì đó là nguyên nhân tai ách, hơn nữa, lúc trước ta đã từng nói, này có thể là nguyên nhân tai ách do tự ngươi gây ra. Bởi vậy, ngươi muốn dựa vào chính mình phá bỏ nhân quả này là rất khó. Đương nhiên, cũng không phải là không được. Nếu ngươi đạt đến thực lực giống như cô gái váy trắng, cho dù là nguyên nhân xấu ngươi tự gây ra cũng có thể chém đi. Giống như cô gái váy trắng, cho dù bây giờ nàng phá hủy vũ trụ này, đây là một nhân xấu, nhưng thử hỏi ai có thể trừng phạt nàng. Không ai, ngươi hiểu không, cái gọi là đích tất cả nhân quả không thêm lên người. Chính là bởi vì nắm đấm đủ cứng, nắm đấm ta đủ cứng, ai dám trừng phạt ta? Diệp Huyên trầm mặc. Chấm 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 chấm. Thực lực. Cô gái váy trắng có thể làm được tất cả nhân quả không thêm vào người, rất đơn giản, chính là thực lực. Thực lực đủ mạnh, tất cả nhân quả đều là mây bay. Xét đến cùng, chính là vấn đề thực lực. Lúc này, cơ thể tiên tri dần trở nên mờ ảo. Diệp Huyên nhìn về phía tiên tri mỉm cười, lúc mới đầu, ta quả thật có chút không cam lòng, nhưng sau khi nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Mặc kệ như thế nào, sống cho tốt. Nói xong, cơ thể hắn ta hoàn toàn mờ dần. Đám đại tỷ vội vàng lao đến, tiên tri mỉm cười, sống cho tốt. Còn sống mới có thể làm càng nhiều chuyện. Nói xong, hắn ta lại nhìn Diệp Huyên, cười nói. Ngươi và ta quen biết không phải là thiện quả, nhưng có một thiện quả. Ta tính kế ngươi là ta không đúng, thư phòng và tháp nhỏ coi như là quả bồi thường. Chúng ta sạch nợ, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, được.
Tiên tri mỉm cười, đừng suy nghĩ điều khác, đối xử tốt với các nàng. Tạm biệt. Nói xong, người hắn ta hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất rồi. Diệp Huyên phát hiện, quanh người dường như có gì đó biến mất đi. Hắn nhìn chính mình, hắn biết, là nhân quả của tiên tri. Nhân quả của tiên tri càng ngày càng ít. Diệp Huyên trầm lặng một lát, hắn nhìn về phía đám đại tỷ, giờ phút này khuôn mặt bọn họ đờ đẫn, có chút mơ hồ. Lúc này đây bọn họ biết, tiên tri đã thật sự đi rồi. Trong lòng Diệp Huyên cũng có chút phức tạp, hắn thật ra không hận tiên tri, như lời hắn nói, đối phương đã bị giết rồi. Hắn còn hận cái gì? Hắn chỉ là có hơi cảm khái. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể nhìn ra, tiên tri không phải là một người tội ác tày trời. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy đối phương là một người tốt. Dù sao, nếu không có cô gái váy trắng, thì bây giờ trên đời đã không có Diệp Huyên. Đúng lúc này, đại tỷ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn đại tỷ nhẹ giọng nói, thực ra, chúng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tiên tri tính kế Diệp Huyên, sau đó bị cô gái váy trắng chém giết, lúc mới đầu, nàng ta không thể chấp nhận, nhưng mà hiện tại, nàng ta đã nhẹ nhõm rồi. Khi còn sống, tiên tri vẫn luôn giảng chữ, lý. Là tiên tri không có lý lẽ trước, cho nên, ngay cả bản thân tiên tri cũng không có tư cách hận Diệp Huyên, thì đám người bọn họ lại có tư cách gì để hận Diệp Huyên chứ? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Đại tỷ gật đầu, sau đó nàng ta dẫn theo tất cả đạo tắc trở vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên đang định rời đi, lúc này, đại tỷ đột nhiên nói, ngươi có từng nghĩ, nếu như tiên tri để lại chỗ này là một phần linh hồn. Diệp Huyên cười nói, ngươi là muốn nói ta vừa rồi rất nguy hiểm, bởi vì các ngươi có thể trợ giúp tiên tri đoạt xác ta, đúng không? Đại tỷ nói, phải. Diệp Huyên suy nghĩ. Sau đó nói, đại tỷ, ngươi dám không? Nói xong, hắn cười cười, sau đó đi ra bên ngoài. Đại tỷ trầm lặng. Dám không? Nàng ta không dám. Tiên tri dám không? Đừng nói một phần linh hồn, cho dù là tiên tri còn sống cũng không dám. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên cũng không lập tức rời khỏi đạo giới, mà là tìm một vài người trong tộc của tiên tri. Bọn họ đều ở trong một tòa thành nhỏ, cũng chính là Cố Thành, một tòa thành rất nhỏ, dân cư bên trong thành chỉ chưa đến 100.000 người. Mà người trong tộc của tiên tri ẩn náu trong số đó. Diệp Huyên theo thông tin tiên tri cho hắn đi đến trước một nhà cổ, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, cửa đột nhiên mở ra, một ông lão lưng còng liếc nhìn Diệp Huyên, các hạ là. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy tháp giới ngục, ông lão lưng còng lập tức sững người, ngay sau đó, ông ta run giọng nói, thiếu tộc trưởng. Nói xong, ông ta từ từ quỳ xuống. Diệp Huyên đỡ ông ta đứng dậy, chúng ta đi vào nói. Ông lão lưng còng vội vàng gật đầu, được được. Nói xong, ông ta mời Diệp Huyên vào trong nhà, khi đi về phía đại sảnh, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, ở cách hắn không xa phía bên phải, có một cô bé ngồi đó. Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh, cô bé chỉ ngồi trên ghế đá đọc sách, cô bé đọc rất chăm chú. Diệp Huyên đang định thu hồi ánh mắt, lúc này, cô bé đột nhiên nhìn về phía hắn. Ánh mắt cô bé rất bình tĩnh đến có chút không bình thường. Diệp Huyên nhìn cô bé một cái, thu hồi ánh mắt, sau đó cùng ông lão lưng còng đi vào trong đại sảnh. Sau khi vào đại sảnh, ông lão lưng còng cung kính hành lễ với Diệp Huyên. Run giọng nói, thiếu tộc trưởng, người. Diệp Huyên đột nhiên nói, không cần đa lễ. Ông lão lưng còng gật đầu, đang muốn nói, Diệp Huyên lại nói, còn bao nhiêu người trong tộc. Ông lão lưng còng trầm giọng nói, còn có 360 người. 360 người. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, đều là người Diệp tộc lúc trước còn sống sót sao. Ông lão lưng còng lắc đầu. Lúc trước còn sống sót chỉ có mấy chục người. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Hiện tại những người này là về sau phát triển lên. Ông lão lưng còng đột nhiên hưng phấn nói, thiếu tộc trưởng đã trở về,
vậy Diệp tộc chúng ta sẽ xuất hiện lại trên thế gian. Diệp Huyên lắc đầu, hiện tại tình hình đạo giới vẫn rất phức tạp, cho nên, các ngươi vẫn cần tiếp tục trốn ở đây. Ông lão lưng còng do dự một lát, sau đó gật đầu cũng phải. Diệp Huyên bấm tay một cái, một chiếc nhẫn dừng trước mặt ông lão lưng còng, đây là một ít tài nguyên, người giữ lấy, nếu không đủ, ngày sau có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Ông lão lưng còng nhìn qua chiếc nhẫn, sau đó lại vội vàng quỳ xuống, đa tạ thiếu tộc trưởng. Diệp Huyên lại nói, trong tộc có người nào thiên phú đặc biệt tốt không? Ông lão lưng còng trần trừ một lúc, sau đó nói, cháu gái ta. Diệp Huyên về phía bên ngoài đại sảnh, cô bé kia. Ông lão lưng còng đột nhiên lại quỳ xuống, không giấu thiếu tộc trưởng, cô bé chính là cháu gái ta, nhưng không biết do nguyên nhân gì, cô bé vẫn không thể tu luyện, mong thiếu tộc trưởng giúp đỡ. Trong giới võ giả này, không thể tu luyện kia tuyệt đối là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta đi gặp cô bé. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài, đi đến trước mặt cô bé kia, ông lão lưng còng vội vàng nói, chi mệnh, mau cúi lạy với thiếu tộc trưởng. Cô bé nhìn Diệp Huyên, không hề động đậy. Ông lão lưng còng hơi sốt ruột, còn muốn nói cái gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi lui xuống trước đi, ta và cô bé nói chuyện riêng một chút. Ông lão lưng còng do dự một lát, sau đó cung kính hành lễ, ông ta cũng không dám làm trái lệnh của Diệp Huyên. Sau khi ông lão lưng còng lui xuống, Diệp Huyên nhìn về phía cô bé, cười nói, ngươi tên chi mệnh. Cô bé nhìn Diệp Huyên, nguyên nhân tai ách. Nghe vậy, Diệp Huyên biến sắc. Cái gì vậy? Cô bé này có thể nhìn thấy trên người hắn có nguyên nhân tai ách. Không thể không nói, trong lòng Diệp Huyên lúc này vô cùng chấn động, không phải mình lại gặp được chuyển thế của người có năng lực mạnh mẽ nào đó đấy chứ. Cô bé đột nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc sách. Diệp Huyên nhìn cô bé, sau đó nói, ngươi là ai? Cô bé nói, Diệp chi mệnh. Diệp Huyên đi đến trước mặt cô bé, hắn nhìn cô bé, vì sao ngươi có thể nhìn thấy nguyên nhân tai ách trên người ta? Diệp chi mệnh nhìn lên Diệp Huyên, vấn đề của ngươi rất nhiều. Diệp Huyên. Cô bé cúi đầu tiếp tục đọc sách, làm như nghĩ đến cái gì? Cô bé nhìn Diệp Huyên, có người giúp ngươi ngăn chặn nguyên nhân tai ách, nhưng nàng ta sẽ bị phản phệ. Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên trầm giọng nói, rất nghiêm trọng sao? Cô bé nhẹ giọng nói, xem tình huống. Diệp Huyên nhíu mày, xem tình huống. Cô bé gật đầu. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, ngươi là người luân hồi. Cô bé lắc đầu, không phải. Diệp Huyên còn muốn hỏi điều gì? Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ta có thể đi theo ngươi không? Sắc mặt Diệp Huyên trở nên có chút cổ quái. Đi theo mình. Đây là cái thao tác gì? Diệp Chi Mệnh bỗng nhiên lại nói, được không? Diệp Huyên trầm giọng nói, vì sao ngươi muốn đi theo ta? Diệp Chi Mệnh trầm lặng. Diệp Huyên nói, ngươi rất không bình thường. Diệp Chi Mệnh im lặng một lát, sau đó nói, vậy ngươi đi đi. Diệp Huyên không có chút do dự, xoay người bước đi. Trong lòng hắn có chút kiêng dè đối với cô bé thần bí này. Còn nữa, hắn cũng không phải người đầy tính đồng cảm, cô bé này vừa nhìn đã thấy không bình thường, mang theo cô bé. Vậy không phải không có việc gì tự kiếm chuyện sao? Đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đại đạo sụp đổ, trật tự hỗn loạn, trời giáng đạo kinh, người đời tự tu, phúc họa tương y, duyên cũng vậy. Mệnh cũng vậy, tất cả đều là mệnh, tất cả đều không phải mệnh. Diệp Huyên dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, có ý gì? Diệp Chi Mệnh cười nói, nhân đã thành quả, là không thay đổi, quả chưa thành có thể thay đổi, là vô thường. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể nói chút gì đó ta có thể hiểu được không? Diệp Chi Mệnh cười nói, đây là những gì được nói trong mảnh giấy thứ hai đạo kinh, cũng chính là trang nhân quả. Đạo kinh. Diệp Huyên nheo mắt lại, người có mảnh giấy thứ hai của đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, ta đã đọc qua. Diệp Huyên trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Diệp Chi Mệnh đi đến trước mặt Diệp Huyên, cô bé nhìn Diệp Huyên, để ta đi theo ngươi,
ta có thể giảm bớt nguyên nhân tai ách này cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc nhìn chúng ta cái gì, nhất thiết muốn đi theo ta. Diệp Chi Mệnh nhún vai, dù sao ngươi cũng đã thảm như vậy rồi, ngươi còn sợ thảm hơn sao? Diệp Huyên trầm lặng. Không thể không nói, cô bé này nói có chút đạo lý. Dù sao hắn cũng đã thảm như vậy rồi, còn sợ thảm hơn sao? Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, ngươi đi theo ta còn được lợi gì khác không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, có, ta có thể giúp ngươi đạt đến độn nhất chân chính. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vậy ngươi đi theo ta muốn làm gì? Diệp Chi Mệnh suy nghĩ, sau đó nói, xem mảnh giấy đạo kinh còn lại trong thư phòng của ngươi. Đương nhiên, đợi sau khi ngươi lấy đạo kinh ra, ta cũng có thể đưa mảnh giấy đạo kinh của ta cho ngươi xem, chúng ta cùng xem, ngươi thấy sao? Diệp Huyên trầm lặng. Đối phương là muốn xem mảnh giấy đạo kinh. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ngươi thật sự có thể giúp ta đạt đến độn nhất. Diệp Chi Mệnh gật đầu, có thể. Diệp Huyên đang muốn nói, đúng lúc này, ông lão lưng còng lúc nãy đi đến, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó hơi do dự, nói, thiếu tộc trưởng, người có thể nhận đứa cháu gái này của ta làm đồ đệ không? Diệp Huyên liếc nhìn Diệp Chi Mệnh, lắc đầu, không, ta không xứng. Ông lão lưng còng. Chấm 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 chấm. Ông lão lưng còng nghe thấy Diệp Huyên nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, tưởng rằng Diệp Chi Mệnh đã đắc tội với Diệp Huyên, lập tức quỳ xuống. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ông nội, thiếu tộc trưởng đã đồng ý nhận cháu làm đồ đệ. Ông lão lưng còng nghe thấy lời Diệp Chi Mệnh nói, ngây người, sau đó mừng như điên, thật sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Ông lão lưng còng vội quỳ xuống trước Diệp Huyên, nhưng quỳ được một nửa, Diệp Huyên chỉ tay, một luồng lực lượng đỡ ông lão lưng còng đứng lên. Diệp Huyên cười nói, ta muốn dẫn cô bé đi, để cô bé tu luyện thật tốt. Ông lão lưng còng trần trừ một lát, sau đó vội vàng gật đầu, được được. Là phúc của nha đầu. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, ôn nhu nói, nha đầu, phải nghe lời thiếu tộc trưởng. Nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, vâng. Diệp Huyên để lại cho ông lão lưng còng một bình đan dược, sau đó dẫn theo Diệp Chi Mệnh rời đi. Bình đan dược kia đủ để ông lão lưng còng đột phá lần nữa. Trong bầu trời sao nào đó, Diệp Huyên chậm rãi bước đi, ở bên cạnh hắn là Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyên cười nói, Diệp cô nương, người rốt cuộc là ai? Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, hiện tại ta là Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyên hỏi, trước đây thì sao? Diệp Chi Mệnh hỏi lại, còn ngươi trước đây là ai? Diệp Huyên trầm mặc. Diệp Chi Mệnh cười nói, ta không có ý hại ngươi, ít nhất tạm thời ta cũng không có năng lực này. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, ta gặp được ngươi là bởi vì nguyên nhân tai ách, đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, phải. Diệp Huyên híp mắt lại, giờ phút này, hắn đã hiểu. Nếu bởi vì nguyên nhân tai ách nên gặp được Diệp Chi Mệnh này, vậy nghĩa là đối phương có thể đe dọa đến hắn, hoặc là nói, đối phương sẽ mang đến chuyện không tốt cho hắn. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Hắn có chút bực bội. Rốt cuộc là ai đã làm ra nguyên nhân tai ách cho mình? Chẳng lẽ thật sự là tội lỗi của chính hắn? Lúc này, Diệp Chi Mệnh nhiên nói, nhưng mà ngươi yên tâm, việc gì cũng có hai mặt, có lẽ cuộc gặp gỡ giữa chúng ta sẽ mang đến cho ngươi bất hạnh, nhưng cũng có thể là một phần thiện duyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, hy vọng là thiện duyên chứ không phải nghiệt duyên. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn bụng của Diệp Huyên, ta có thể vào tháp nhỏ của ngươi không? Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, ngươi còn biết cái gì? Diệp Chi Mệnh đi đến trước mặt Diệp Huyên. Cô bé dùng hai ngón tay vuốt một đường giữa chân mày Diệp Huyên, trong phút chốc, Diệp Huyên cảm giác toàn thân run lên, ngay sau đó, hắn thấy trước mặt có vô số sợi dây màu đen, trong những dây màu đen này còn có một dây màu đỏ như máu. Ngoài ra, trong những dây đen kia cũng có cả vài sợi dây màu xanh. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, cô bé lạnh nhạt nói, đây là dây nhân quả vận mệnh của ngươi, màu đen chính là không tốt, màu xanh biết là tốt. Mà dây màu đỏ này chính là nguyên nhân tai ách.
Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ý người muốn nói ta là con rối chịu sự thao túng của người khác đúng không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ngoại trừ số ít người có thể chặt đứt nhân quả của mình, tất cả mọi người đều chịu sự ràng buộc của đại đạo nhân quả này. Bởi vì ngươi sống, ngươi làm việc, đều sẽ sinh ra nhân quả, giống như ngươi gặp tiên tri, đi đến nhà họ Diệp, vì thế, ngươi gặp ta. Chỉ có loại người không có nhân quả, loại thứ nhất là có thể chặt đứt nhân quả của bản thân, tất cả nhân quả không thêm vào người, loại thứ hai chính là người chết, bởi vì sau khi chết, tất cả nhân quả đều tiêu tan. Diệp Huyên trầm lặng. Diệp Chi Mệnh lại nói, còn sống chính là một loại tu hành. Ý nghĩa của sinh mạng có rất nhiều loại, chỉ xem ngươi chọn loại nào. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, ngươi rất thần bí. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, ngươi càng thần bí hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi đi theo ta, không sợ ta mang đến vận rủi cho ngươi. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, có chết cũng là ngươi chết trước. Diệp Huyên. Đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cô gái đi ra. Người đến chính là Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên nhìn thấy Mộ Niệm Niệm, ngây cả người, hắn vội vàng nói, Niệm tỷ, sao tỷ lại tới đây? Mộ Niệm Niệm không thèm để ý Diệp Huyên, mà nhìn Diệp Chi Mệnh ở cách đó không xa. Diệp Chi Mệnh cũng nhìn Mộ Niệm Niệm, người mạnh hơn so với ta nghĩ. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, sao ngươi lại gặp được nàng ta? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó kể lại chuyện gặp Diệp Chi Mệnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên trầm giọng nói, sẽ không phải là tiên tri đặt bẫy chứ? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không phải tiên tri gài ngươi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, là nàng ta đang tính kế. Tiên tri cho ngươi lựa chọn. Ngươi có thể chọn giúp người trong tộc của hắn ta, cũng có thể lựa chọn không giúp. Mà ngươi đã lựa chọn giúp. Diệp Huyên trầm giọng nói, hắn biết ta sẽ gặp được nàng ta. Mộ Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyên lại nói, nếu ta không giúp thì sẽ thế nào? Mộ Niệm Niệm cười nói, không giúp, ngươi sẽ không có được món quà cuối cùng của hắn ta. Diệp Huyên nhíu mày, món quà cuối cùng. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Huyên cạn lời, lại nhử hắn. Đúng lúc này, tay phải Mộ Niệm Niệm đột nhiên tung ra một chảo, một bàn tay vô hình trực tiếp nắm lấy cổ Diệp Chi Mệnh, sắc mặt Diệp Chi Mệnh rất bình tĩnh, nhưng không gian xung quanh thì lại rung lên, vô số lực lượng thần bí lan ra bốn phía. Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch khóe miệng, lực lượng hắc ám, thú vị đấy. Nói xong. Nàng ta vung tay trái lên, những lực lượng hắc ám ở xung quanh lập tức bị đẩy lui. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyên, giết nàng ta không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, hỏi, vì sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, nàng ta chắc chắn sẽ mang đến chuyện không tốt cho ngươi. Diệp Huyên nói, bây giờ giết nàng ta sẽ thế nào? Mộ Niệm Niệm cười nói, vậy chuyện không tốt sẽ đến sớm hơn. Diệp Huyên lắc đầu cười, kết quả đều như nhau. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, khi ngươi gặp nàng ta thì đã định sẵn một vài kết cục không tốt nào đó. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, nàng ta đang tính kế ta sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, các ngươi gặp nhau, không phải là ngẫu nhiên. Diệp Chi Mệnh đột nhiên cười nói, Mộ cô nương, lúc trước khi người đạo giới có lẽ đã cảm ứng thấy ta. Nhưng ngươi không ra tay giết ta. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta giúp ngươi trấn áp Tu Di Thần Quốc, đã bị phản phệ rồi. Bởi vì nàng ta đã can thiệp vào nguyên nhân tai ách. Nếu bây giờ nàng ta giết ta, sẽ lại bị phản phệ, ta nghĩ lần phản phệ này sẽ nghiêm trọng hơn trấn áp Tu Di Thần Quốc. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm cười nói, không sao cả, trong khoảng thời gian ngắn, ta là vô địch. Diệp Huyên hỏi, thời gian dài thì sao? Mộ Niệm Niệm nhún vai, chuyện của tương lai, không thể chắc chắn. Diệp Huyên đi đến trước mặt Mộ Niệm Niệm, hắn lắc đầu, đừng giết nàng ta nữa. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên cười nói, người đã tranh thủ cho ta thời gian nửa năm, vậy là đủ rồi. Thật đấy, còn lại hãy để ta tự mình đối mặt. Mộ Niệm Niệm trầm lặng.
Diệp Huyên cười nói, ta không sợ nguyên nhân tai ách, những việc ta làm sẽ mang lại hậu quả như thế nào, không cần lo lắng, chỉ cần việc ta làm không thẹn với lòng là được. Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch khóe miệng lên, hay cho cái không thẹn với lòng. Nói xong, nàng ta thả lỏng tay. Diệp Chi Mệnh khôi phục bình thường, lực lượng hắc ám ở xung quanh đột nhiên gian biến mất. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, cười nói, nhớ kỹ những lời ngươi nói ngày hôm nay, không thẹn với lòng. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Rất nhanh, nàng ta biến mất ở cuối sao trời. Không thẹn với lòng. Lúc này, Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh bỗng nhiên nói, bốn chữ này nói thì đơn giản, nhưng thực hiện nó lại rất khó. Bởi vì lòng người dễ thay đổi. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, Niệm Niệm rất kiêng dè ngươi. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ngươi lầm rồi. Nàng ta không kiêng dè ta, nàng ta là sợ ta hại ngươi. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, ngươi sẽ làm hại sao? Diệp Chi Mệnh cười khẽ, không nói lời nào. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Diệp cô nương, không phải ngươi nói sẽ giúp ta đạt đến độn nhất sao? Diệp Chi Mệnh đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta chỉ một ngón tay lên giữa chân mày Diệp Huyên, trong phút chốc, bầu trời sao trước mặt Diệp Huyên trở nên huyền ảo, rất nhanh, trong đầu hắn hiện ra vô số cảnh tượng. Trong đầu hắn lúc này hiện lên những cao thủ mạnh mẽ, những cao thủ này đang tiến lên độn nhất chân chính, mà giờ phút này, hắn thế mà có thể cảm nhận được suy nghĩ và trạng thái của tất cả cao thủ. Lúc trước khi tiên tri giúp hắn, chỉ là đánh thức hắn, nhưng bây giờ không giống vậy, hắn cảm nhận thấy một cách rõ ràng những người kia làm thế nào đạt đến độn nhất. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đã hiểu được, điều hắn thiếu không phải là giác ngộ, mà là một quá trình. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng quá trình những cao thủ kia đạt đến độn nhất. Tham khảo, học tập. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua. Mà trong trời sao, Diệp Chi Mệnh lấy một quyển sách cổ ra đọc, nàng ta đọc rất chăm chú. Cuối trời sao? Mộ Niệm Niệm bước đi chậm rãi, trong mắt nàng ta hiện lên chút lo lắng. Linh Nhi đột nhiên nói, người đáng lẽ nên giết nàng ta. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, đã không kịp nữa rồi. Nếu ta ra tay giết nàng ta, mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Linh Nhi trầm giọng nói, không giết nàng ta, có thể sẽ càng nghiêm trọng. Mộ Niệm Niệm lắc đầu thở dài, người này thật sự là một ma quỷ. Năng lực gây phiền toái này thật đúng là độc nhất vô nhị. Như này ai mà chống đỡ nổi. Linh Nhi nói, người ngay từ đầu không nên nhúng tay vào chuyện của hắn. Mộ Niệm Niệm cười nói, cũng không còn kịp nữa rồi. Linh Nhi trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Rời khỏi nơi này, rời đi thật xa, đừng trở lại nữa. Với thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện của hắn nữa, nguyên nhân tai ách không thể làm gì được ngươi. Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, người sống ắt có thứ theo đuổi, người biết thứ ta theo đuổi rồi đó. Linh Nhi tức giận nói, còn sống mới là điều quan trọng nhất. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, có một số việc quan trọng hơn sự sống. Trong khi nói, nàng ta đã trở về vũ trụ ngũ duy rồi. Linh Nhi tức giận, ngươi vì sao lại cố chấp như vậy? Mộ Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng nói, trời đất này đã sinh ra ta, với ta mà nói nó chính là cha mẹ, mà chỗ này cũng là nhà của ta. Nếu ngay cả ta cũng buông bỏ nó, ngươi còn trông chờ ai đến chăm sóc tốt cho nó? Nói xong, nàng ta đi về phía xa, thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi. Ta phải chọn cho vũ trụ này một người có thể đối xử tốt với nó. Chấm 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 chấm. Trong tinh không, Diệp Huyên đứng lặng lẽ, ở bên cạnh hắn cách đó không xa là Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh còn đang im lặng đọc sách, nàng ta đọc rất chăm chú, nếu nhìn từ ngoài, nàng ta chính là một cô bé vô cùng bình thường. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên. Cơ thể Diệp Huyên dần trở nên hư ảo. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, rất nhanh, cơ thể Diệp Huyên đã hoàn toàn mờ ảo, giống như là không tồn tại, vô cùng quỷ dị, mà xung quanh hắn, không gian nhấp nhô lẫn nhau tựa như gợn nước dập dờn. Cứ tiếp tục như vậy khoảng 15 phút,
Diệp Huyên bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tay hắn nắm chặt. Ầm. Trong phút chốc, khoảng trời sao trong phạm vi mấy vạn dặm rung lên kịch liệt, một hơi thở mạnh chấn động ra bốn phía tựa như thủy triều, cả trời sao run rẩy. Đột nhất. Diệp Huyên hơi nhếch khóe miệng, giờ phút này, hắn đã thật sự đạt đến đột nhất, không cần nhờ vào kiếm vực. Nếu nhờ vào kiếm vực, hắn phát hiện lực lượng của chính mình sẽ trở nên càng mạnh hơn. Sự tăng lên của kiếm vực này thật sự là có chút đáng sợ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, đa tạ. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Huyên nhíu mày, vừa mới bắt đầu. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, đối với rất nhiều người, người đã đạt tới đỉnh. Bởi vì ngươi đã vượt qua phạm chủ cái gọi là đạo. Nhưng là, đối với một vài sự tồn tại, ngươi chỉ vừa mới bắt đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, những sự tồn tại nào? Ví dụ, Diệp Chi Mệnh nói, đại đạo. Diệp Huyên nhíu mày, ta không phải đã chạy ra ngoài rồi sao? Diệp Chi Mệnh cười nhẹ, ngươi đúng là chạy ra rồi. Nhưng, vì sao phải dùng chữ chạy? Đơn giản mà nói. Chúng ta là chạy trốn ra khỏi phạm vi đại đạo, vì sao phải chạy trốn? Bởi vì không đánh lại được, cho nên phải chạy trốn. Diệp Huyên nghe có chút mông lung. Diệp Chi Mệnh lại nói, đại đạo vô hình, nhưng tồn tại, đột nhất chẳng qua là khiến bản thân chạy ra khỏi một vài phạm vi quản lý của đại đạo, nói trực tiếp một chút chính là đột nhất tương đương với trốn tù. Cao thủ chân chính là phá đạo. Diệp Huyên nhíu mày, phá đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, mục tiêu tiếp theo của ngươi là chứng đạo, không phải chạy ra ngoài đại đạo, mà là dung hợp với đạo. Mà sau chứng đạo là phá đạo, phá vỡ đại đạo, ngự trị trên đạo, không chịu ràng buộc của quy tắc trời đất, không dính nhân quả, không rơi vào luân hồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, có phải là rất khó không? Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ngươi hỏi một câu vô nghĩa. Diệp Huyên nói, đột nhất và phá đạo chênh lệch nhau rất lớn sao? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi nói xem, một cái chỉ có thể trốn, nhưng một cái đã có thể phá đạo, ngươi nói chênh lệch có lớn không? Diệp Huyên trầm giọng nói, hiện tại có cao thủ phá đạo cảnh không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, tạm thời không có. Diệp Huyên hỏi, Mộ Niệm Niệm thì sao? Hắn vẫn luôn muốn biết Mộ Niệm Niệm đã đạt đến trình độ nào. Đáng tiếc, Mộ Niệm Niệm vẫn lảng tránh vấn đề này. Diệp Chi Mệnh trầm lặng. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, chờ đợi câu trả lời. Một lát sau, Diệp Chi Mệnh nói, ta không thể nói cho ngươi về cảnh giới của nàng ta, bởi vì ta cũng không chắc chắn, nhưng điều ta có thể nói cho ngươi là nàng ta không giống những người khác. Nói xong, nàng ta dừng một chút, lại nói, theo như ta đoán, nàng có năng lực phá đạo. Nhưng nàng ta không lựa chọn làm như vậy. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, bởi vì phá đạo đồng nghĩa với việc phải phá bỏ một vài quy tắc trật tự hiện có, mà ta nhìn nàng ta, có lẽ nàng ta là người bảo vệ một vài quy tắc trật tự hiện có. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ta là cùng một phe với đại đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Diệp Huyên vội vàng nói, ta phải làm thế nào mới có thể cùng một phe với đại đạo, Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, hiện tại ngươi vẫn chưa có tư cách. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh lại nói, đại đạo không phải ai cũng nhận đâu, ngươi của bây giờ vẫn chưa có tư cách này, nhưng ngươi về sau có thể có, đương nhiên, vào lúc đó, ngươi có lẽ đã có thể phá đạo rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp cô nương, ta nghe ý của ngươi giống như là... Nếu lựa chọn phá đạo, vậy đồng nghĩa với trở thành địch với đại đạo. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, bắt đầu từ giây phút ngươi tu hành, thì đã được định sẵn sẽ phải đấu với người, đấu với trời, đấu với vận mệnh, đấu với đại đạo. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, không thể chung sống hòa bình sao. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, thật ngốc, thật khờ dại. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh lại nói, tu hành chính là một chữ, tranh giành. Diệp Huyên còn muốn hỏi cái gì, Diệp Chi Mệnh đột nhiên hỏi, ta cũng có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, Diệp cô nương cứ hỏi.
Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, ngươi có một vị người hộ đạo, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Hắn biết, người mà đối phương nói hẳn là cô gái váy trắng. Diệp Chi Mệnh không hỏi thêm gì nữa. Diệp Huyên nói, Diệp cô nương muốn hỏi cái gì? Diệp Chi Mệnh thu hồi quyển sách cổ trong tay, nhẹ giọng nói, chẳng trách. Chẳng trách ngươi đến bây giờ cũng vẫn chưa bị chết. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh nói, tuy ngươi có nguyên nhân tai ách, nhưng cũng có vận may lớn, mà vận may này là người hộ đạo của ngươi cưỡng ép đem lại cho ngươi. Đối phương thật lợi hại. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, Diệp Chi Mệnh chợt nói, đưa ngươi đến một chỗ, đi không? Diệp Huyên có chút tò mò, chỗ nào? Diệp Chi Mệnh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người, nhưng mà rất nhanh, nàng ta lại xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, hoặc là cõng ta, hoặc là để ta vào trong tháp nhỏ của ngươi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh buông lỏng tay, ta không có sức lực gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp cô nương, ngươi đừng nói giỡn nữa, vừa rồi khi Mộ Niệm Niệm muốn giết ngươi. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, những lực lượng đó không phải ta có thể kiểm soát, bây giờ ta chỉ là một người bình thường. Người bình thường. Sắc mặt Diệp Huyên có chút cổ quái, người này rốt cuộc là người như thế nào? Diệp Huyên không để cho Diệp Chi Mệnh vào trong tháp nhỏ, hắn vẫn là có chút phòng bị đối với cô gái này. Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh biến mất khỏi bầu trời sao, mà ngay sau khi hai người biến mất không lâu, một vài lực lượng hắc ám đột nhiên tụ tập lại từ bốn phía, rất nhanh, một cái bóng màu đen ngưng tụ ở đó. Cuối trời sao, Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn một cái, nàng ta từ từ nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói, đến đây đi. Xem là các ngươi lợi hại hay là tiểu tử này lợi hại. Chấm chấm chấm. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã đến một mảnh trời sao chết lặng dưới sự chỉ dẫn của Diệp Chi Mệnh. Sở dĩ nói là trời sao chết lặng là bởi vì mảnh trời sao này khắp nơi đều tràn ngập tử khí âm u, hơn nữa, bốn phía tinh vực không có sinh mệnh nào, yên lặng giống như chết. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói, Diệp cô nương, nơi này là. Diệp Chi Mệnh nói, tiếp tục đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chờ một lát. Nói xong, hắn từ từ nhắm mắt lại, rất nhanh. Những tử khí ở xung quanh trong trời sao đột nhiên đổ dồn về phía hắn. Tử vực. Cơ thể hắn có thể hấp thu loại tử khí này. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Chỉ chốc lát, tử khí ở xung quanh đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, thực ra hắn còn một thể chất, đó là bất tử chi thân. Đương nhiên, cùng với sự phát triển của hắn. Bất tử chi thân thật ra cũng đã hơi không đủ dùng rồi. Bất tử cũng không phải là thật sự bất tử. Nhưng, bất tử chi thân cũng có thể tăng cường. Sau khi hấp thu hết tử khí, Diệp Huyên cười nói, Diệp cô nương, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở xa xa. Trên đường, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, trên người của ngươi có ba loại vực. Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh nói, ngoài kiếm vực ra, ta phát hiện ngươi sử dụng hai loại vực còn lại không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyên trong lòng vui vẻ, vẫn mong Diệp cô nương chỉ điểm. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ta không am hiểu về cái này. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh lại nói, thật ra bản thân vực chính là độn nhất, bởi vì tự thành một vực có nghĩa là độc lập ở bên ngoài đảo. Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp cô nương. Lúc trước ngươi nói trong tay ngươi có cuốn đạo kinh thứ hai. Diệp Chi Mệnh gật đầu, phải. Diệp Huyên cười nói, ngươi không sợ ta cướp sao? Diệp Chi Mệnh hỏi lại, ngươi sẽ làm vậy không? Diệp Huyên trầm lặng. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi cướp vậy thì không phải ngươi nữa rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười, theo ta thấy, Diệp cô nương hẳn là có chỗ dựa. Đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, tính là vậy đi. Diệp Huyên đang muốn nói, Diệp Chi Mệnh đột nhiên chỉ về phía xa xa, tới rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn đi, ở trước mặt hắn cách khoảng nghìn trượng có một lỗ không gian tối đen. Diệp Huyên có chút tò mò, nơi đó là. Diệp Chi Mệnh nói, nơi đây là căn nguyên của vũ trụ.
Diệp Huyên nhíu mày, người đưa ta đến đây làm gì? Diệp Chi Mệnh nói, tìm trang còn sót lại của đạo kinh. Diệp Huyên trầm giọng nói, nơi này có trang sót lại đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, có thể có. Trong tay ngươi là bản hoàn chỉnh của cuốn thứ nhất, mà cuốn thứ hai trong tay ta, cuốn thứ ba có thể ở nơi này. Diệp Huyên đột nhiên nói, Diệp cô nương, nếu tập hợp đủ 9 cuốn đạo kinh thì sẽ như thế nào? Diệp Chi Mệnh trầm lặng một lát, sau đó nói, cơ bản vô địch. Diệp Huyên lắc đầu cười. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi không tin. Diệp Huyên nói, Niệm Niệm từng nói, đạo kinh là con đường người khác cho. Mà cho dù không có đường người khác cho, chính mình cũng có thể tự đi ra một con đường. Còn nữa, ta không cho rằng có được đạo kinh sẽ thật sự vô địch. Diệp Chi Mệnh nói, vậy ngươi đưa thư phòng cho ta. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi đạt đến đột nhất, chính là dựa vào đạo kinh, đó là pháp đột phá được nói trong đạo kinh. Nếu như không có đạo kinh, sợ là ngươi đến đột nhất cũng không biết là cái gì. Quả thật. Có một số người có thể tự đi ra con đường của riêng mình, nhưng ngươi có biết khó đến mức nào không? Giống như ngươi, nếu không có ai dạy, ngươi có thể đạt đến trình độ như bây giờ không? Diệp Huyên trầm mặc. Diệp Chi Mệnh lại nói, sáng tạo ra cái mới rất quan trọng, nhưng học tập càng quan trọng hơn. Mà hai thứ không hề mâu thuẫn với nhau. Diệp Huyên gật đầu, thụ giáo. Đúng lúc này. Bên trong lỗ không gian tối đen kia đột nhiên truyền đến một tiếng nói, người cuối cùng cũng đến rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, là nói ngươi hay là ta? Diệp Chi Mệnh nói, ngươi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nói, ta đã từng đến đây, nhưng không vào được. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi sở dĩ đưa ta đến, vì nghĩ rằng ta có thể đi vào. Diệp Chi Mệnh gật đầu, phải. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì cái gì? Diệp Chi Mệnh trầm lặng một lát, sau đó nói, có thể vì ngươi đẹp trai. Diệp Huyên. Chấm 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 chấm. Diệp Huyên cạn lời. Hắn không hỏi nữa, mà nhìn về phía lỗ không gian tối đen kia. Diệp Huyên không hề do dự, hóa thành một luồng kiếm quang biến mất vào trong lỗ đen không gian. Sau khi vào trong, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên trở nên vặn vẹo, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, mà đúng lúc này, người hắn đã xuất hiện trong một khe núi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, hai bên núi cao ngút trời mây. Diệp Huyên nhìn trước mặt, ở trước mặt hắn cách đó không xa có một người mặc áo đen bay lơ lửng, người mặc áo đen tựa như một cái bóng, không thể nhìn thấy khuôn mặt thật. Diệp Huyên ôm quyền, các hạ là... Người mặc áo đen nhẹ giọng nói, huyết mạch phong ma. Diệp Huyên nheo mắt, đối phương thế mà biết huyết mạch của hắn. Diệp Tư Mệnh nhìn người mặc áo đen, không nói gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối là. Người mặc áo đen hỏi, ngươi là họ Dương. Dương. Diệp Huyên nhíu mày, không, ta họ Diệp. Người mặc áo đen nhẹ giọng nói, Diệp. Diệp Huyên gật đầu, Diệp Huyên. Người mặc áo đen trầm lặng một hồi, sau đó nói, ngươi có quen biết một người đàn ông mặc áo xanh không? Người đàn ông mặc áo xanh. Diệp Huyên nhìn người mặc áo đen, gật đầu, biết. Nói xong, hắn lấy kiếm linh ra. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, người mặc áo đen hơi ngẩn người, một lát sau, ông ta nhẹ giọng nói, đúng là ngươi rồi. Diệp Huyên nhíu mày, tiền bối. Người mặc áo đen nói, các hạ đi theo ta. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đi theo. Chỉ chốc lát, người mặc áo đen dẫn Diệp Huyên đến trước một hồ nước. Khi đi đến trước hồ nước này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, bên trong hồ nước này tản ra một luồng linh khí cực kỳ thuần khiết. Linh khí này còn thuần khiết hơn tử khí trên người hắn gấp mấy lần. Trong mắt Diệp Chi Mệnh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, linh khí thật thuần khiết. Lúc này, người mặc áo đen vươn tay phải ra một cái, rất nhanh, mặt hồ kia bỗng nhiên tách ra, ngay sau đó, một bộ quan tài chậm chậm bay ra từ trong đó. Người mặc áo đen chỉ dẫn tay về phía Diệp Huyên,
Quan tài kia chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Diệp Huyên hơi ngơ ngác, tiền bối, đây là... Người mặc áo đen nhẹ giọng nói, giờ nó đã là của người. Vẻ mặt Diệp Huyên khó hiểu, tiền bối, người không giải thích một chút sao? Vừa mới gặp mặt đã tặng ta một bộ quan tài. Diệp Huyên cảm thấy hơi hỗn độn. Người mặc áo đen nói, năm đó tiền bối dặn ta bảo vệ quan tài này 5 vạn năm, mà đến hôm nay vừa đúng 5 vạn năm. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông ta có bảo người giao cho ta không? Người mặc áo đen hơi do dự, sau đó lắc đầu, không nói như thế. Diệp Huyên cạn lời, tiền bối, nếu ông ta đã không nói cho ta, vậy người cho ta như vậy, có phải quá? Người mặc áo đen cười nói, không sao, dù sao các ngươi đều là cùng nhau. Diệp Huyên. Người mặc áo đen không nói gì nữa, ông ta xoay người bước đi, Diệp Huyên vội vàng nói, tiền bối tiền bối. Người mặc áo đen nhìn về phía Diệp Huyên, còn có việc gì? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, tiền bối, ta vẫn cảm thấy có chút không ổn. Người mặc áo đen hỏi, có gì không ổn? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, tiền bối, ông ta chưa nói giao cho ta, ta. Người mặc áo đen nghiêm mặt nói, người biết ông ta, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người mặc áo đen nói, ta cảm thấy, đây là ý trời. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, hắn muốn bùng nổ. Người mặc áo đen định đi, Diệp Huyên vội vàng nói, tiền bối, tuy rằng ta biết ông ta, nhưng là, ông ta vẫn chưa cho ta tiếp quản quan tài. Người mặc áo đen nói, các ngươi là cùng một phe. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không không, ông ta là ông ta là ta, hơn nữa tiền bối, là người đáp ứng với ông ta cảm thấy đây là trách nhiệm của người. Người mặc áo đen nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Diệp Huyên xoay người bỏ chạy. Người mặc áo đen sửng sốt. Rất nhanh, Diệp Huyên đã chạy thẳng đến phía cuối chân trời. Mà đúng lúc này, người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên dừng lại. Người mặc áo đen nói, sao ngươi có thể chạy trốn chứ? Diệp Huyên chớp chớp mắt, tiền bối, ta hơi hoảng. Người mặc áo đen nghiêm mặt nói, ngươi quen biết với người đàn ông mặc áo xanh. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người mặc áo đen, không nói gì. Người mặc áo đen trầm lặng một lát, sau đó nói, vậy thế này thì thế nào? Ngươi tạm thời giúp ta bảo quản vật này, đợi sau này khi gặp được người đàn ông mặc áo xanh, ngươi giúp ta trả lại cho ông ta, có được không? Diệp Huyên vẫn không nói gì. Người mặc áo đen nói, ta cũng không để ngươi giúp không công. Diệp Huyên nhìn về phía người mặc áo đen, chờ đợi câu tiếp theo. Người mặc áo đen suy nghĩ, sau đó ông ta chỉ về phía Diệp Chi Mệnh, người này không phải là người lương thiện, nàng ta đi theo ngươi. Sẽ mang đến cho ngươi chuyện không tốt, không bằng để ta giết nàng ta thay ngươi gánh vác phần nhân quả này, ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Diệp Huyên có chút cổ quái. Diệp Chi Mệnh nhìn người mặc áo đen, không nói gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có biết lai lịch của nàng ta không? Người mặc áo đen gật đầu, biết một chút. Diệp Huyên vội vàng hỏi, nàng ta đến từ đâu? Người mặc áo đen lắc đầu, điều này không thể nói với ngươi, nếu ngươi bằng lòng thay ta tiếp tục bảo vệ bộ quan tài này, ta sẽ giúp ngươi loại bỏ người này, hơn nữa, ta thay ngươi gánh vác phần nhân quả của nàng ta, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, như vậy thì sao, ta thay ngươi tiếp tục bảo vệ bộ quan tài này, ngươi cũng không cần giúp ta giết nàng ta. Người mặc áo đen nói, ý gì? Diệp Huyên nói, ta giúp ngươi bảo vệ quan tài, ngươi nợ ta một ân tình, ngày sau nếu ta có cần và trong khả năng cho phép của ngươi thì ngươi không được từ chối ta, phải giúp ta một lần, ngươi thấy thế nào? Người mặc áo đen trầm lặng. Diệp Huyên cười nói, rất khó xử sao? Người mặc áo đen im lặng một lát, sau nhẹ giọng nói, cũng được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Lúc này... Người mặc áo đen vội lấy bộ quan tài lúc trước đưa cho Diệp Huyên, nhất định không được mở ra, bên trong có chứa kiếm khí mạnh mẽ, một khi cố mở ra, tất sẽ thần hồn đều bị diệt.
Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm khí của người đàn ông áo xanh kia lưu lại. Người mặc áo đen gật đầu, đúng vậy. Trừ phi người trong quan tài tự mình thức tỉnh, nếu không, người nhất định không được tự tiện mở quan tài ra, kiếm khí kia không phải đùa giỡn đâu. Giọng nói vô cùng nghiêm túc. Diệp Huyên gật đầu, được. Người mặc áo đen đang muốn rời đi, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, ngày sau ta nên liên hệ với người như thế nào? Người mặc áo đen hơi do dự, sau đó ông ta lấy ra một lệnh bài màu đen đưa cho Diệp Huyên, bóp nát vật này, ta có thể cảm ứng được ngươi. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh sau lưng Diệp Huyên, cô bé này không đơn giản, ngươi ở cùng nàng ta, vẫn nên cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, đang muốn nói, người mặc áo đen đột nhiên nói, cáo từ. Nói xong, ông ta xoay người lập tức biến mất. Diệp Huyên ngây người, đối phương chạy cũng nhanh quá đi. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ông ta có thể cảm nhận được nguyên nhân tai ách trên người ngươi, không muốn có quá nhiều dây dưa với ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông ta mạnh đến mức nào? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, rất mạnh. Diệp Huyên hỏi, rất mạnh là mạnh bao nhiêu? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, ngươi nhất định phải hỏi đến cùng sao? Diệp Huyên cười gượng, tò mò. Diệp Chi Mệnh không nói gì, ánh mắt nàng ta dừng ở trên quan tài. Diệp Huyên cũng nhìn về phía quan tài, trong quan tài này là ai? Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, ngươi có thể cảm nhận được bên trong không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không thể. Bên trong có kiếm khí kia rất mạnh. Diệp Huyên nhìn đánh giá quan tài, trong lòng tràn ngập nghi vấn, bên trong này rốt cuộc là ai? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi xuống đáy hồ. Diệp Huyên thu hồi quan tài kia, hắn nhìn về phía đáy hồ, đạo kinh ở đáy hồ. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đi xem. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, được. Nói xong, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh xông thẳng về phía đáy hồ, nhưng vào lúc này, một sợi kiếm khí đột nhiên lao ra từ dưới đáy hồ, ngay sau đó, sợi kiếm khí kia đến thẳng trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng lại. Diệp Chi Mệnh híp mắt lại, trong mắt nàng ta hiện lên một vẻ nghiêm trang hiếm thấy. Cho dù là lúc trước khi Mộ Niệm Niệm định giết nàng ta cũng không hề nghiêm trang. Sắc mặt Diệp Huyên cũng vô cùng nghiêm trang, kiếm khí này cho hắn một cảm giác nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tuy nói cơ thể hắn hết sức dũng mãnh, nhưng hắn không ngăn được kiếm khí này. Nhưng mà điều làm hắn có chút nghi vấn đó là kiếm khí này không có địch ý với hắn, thế nhưng lại có với Diệp Chi Mệnh sau lưng hắn. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Chính là kiếm của người đàn ông áo xanh. Kiếm linh khẽ rung lên, kiếm khí kia lập tức biến mất vào trong nó, tiếp theo, khí tức của kiếm linh trong nháy mắt tăng vọt. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ phóng lên cao, bay thẳng vào đám mây, chấn động trời đất. Diệp Huyên chợt hiểu ra. Kiếm khí này hẳn là kiếm khí của người đàn ông áo xanh lưu lại. Diệp Huyên nhìn về phía kiếm linh khẽ rung lên, lập tức quay về trong tháp giới ngục. Diệp Huyên nhếch miệng cười, có chút vui mừng, kiếm linh vừa hấp thu kiếm khí của người đàn ông áo xanh, chắc chắn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Diệp Chi Mệnh nhìn sâu vào Diệp Huyên, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người hộ đạo không? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, cũng không nhiều, chỉ 5-6 người. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh nheo mắt, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyên cười nói, ngươi thấy sao? Nói xong, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh lao xuống dưới. Trên lưng Diệp Huyên, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Rất nhanh, Diệp Huyên xuống sâu dưới đáy hồ, hắn nhìn lướt qua bốn phía không có gì, ngay cả cá cũng không có, nhưng mà nơi này linh khí vô cùng dồi dào. Diệp Chi Mệnh nhìn lướt qua bốn phía, nàng ta trầm lặng một lát, sau đó dựng hai ngón tay trước giữa chân mày, nhẹ giọng nói, mở. Thanh âm vừa dứt. Hồ nước trước mặt nàng ta và Diệp Huyên đột nhiên tách ra hai bên. Không chỉ có hồ nước, ngay cả không gian cũng đang tách ra hai bên, rất nhanh, ở trước mặt hai người xuất hiện một đường mòn rải sỏi không có điểm cuối. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh,
Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, có nguy hiểm không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, cuốn đạo kinh thứ ba, người không động lòng sao? Diệp Huyên nhìn về phía đường mòn dải sỏi kia, đường nhỏ kéo thẳng về phía xa, không có điểm cuối. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên rung lên. Diệp Huyên sửng sốt, là kiếm trên đỉnh tháp. Không phải kiếm của người đàn ông áo xanh, mà là bội kiếm của kiếm tu mặc áo màu mây kia. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, tại sao kiếm này lại có phản ứng? Chẳng lẽ vị kiếm tu hùng mạnh kia đã tới đây? Lần này, Diệp Huyên không còn do dự, hắn bước lên con đường đá nhỏ, khoảnh khắc khi hắn vừa bước lên con đường mòn, không gian xung quanh hắn lập tức trở nên hư ảo. Lúc đó, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, hắn chậm rãi đi về phía trước, lúc này, chợt xuất hiện những tàn ảnh trong không gian hư ảo xung quanh hắn. Diệp Huyên nhíu mày, trong vô cùng nghi hoặc, ngay lúc đó những tàn ảnh kia bỗng chốc lại chuyển động. Những tàn ảnh này vẫn chưa ra tay với Diệp Huyên, mà chậm rãi chuyển động theo quy luật, giống như đang biểu thị gì đó. Ngay lúc đó, Diệp Chi Mệnh bỗng nói, dừng lại. Diệp Huyên dừng bước, Diệp Chi Mệnh nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói, truyền thừa. Diệp Huyên nhíu mày, truyền thừa. Diệp Chi Mệnh gật đầu, tập trung tĩnh khí, cẩn thận nhìn đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn chậm chậm nhắm mắt lại, ngay sau đó, những tàn ảnh kia lại xuất hiện trong đầu hắn. Mới đầu, Diệp Huyên cũng mờ mịt, bởi vì hắn căn bản không biết những tàn ảnh này đang biểu thị cái gì. Diệp Chi Mệnh nhìn những tàn ảnh đó, ánh mắt dần dần trở nên nặng nề. Diệp Huyên đang định thì Diệp Chi Mệnh lại lên tiếng, là một loại võ học cực kỳ cao thâm. Võ học cao thâm. Nghe vậy Diệp Huyên khẽ chớp mắt, sau đó nói, ta nhìn lại lần nữa xem sao. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cùng lúc đó, kiếm vực đã bao trùm xung quanh, bị kiếm vực bao phủ, những tàn ảnh kia lần lượt đều bị hắn nhìn rõ ràng. Nhanh chóng, vẻ mặt Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn đã phát hiện ra những điểm bất phàm của những chiêu thức này, mỗi một chiêu thức này tựa như đang ẩn chứa một loại pháp tắc đại đạo nào đó, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Diệp Huyên chậm rãi bước đến phía xa, mà xung quanh càng lúc càng xuất hiện nhiều dư ảnh, tốc độ chuyển động những ảo ảnh này cũng ngày càng nhanh hơn. Dần dần, Diệp Huyên cũng trở nên si dại. Diệp Chi Mệnh cũng liên tục quan sát xung quanh, nhưng vẻ mặt nàng ta rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Mới đầu bước chân của Diệp Huyên rất mạnh, nhưng ngay sau đó, tốc độ của hắn cũng trở nên nhanh hơn. Bởi vì chiêu thức những tàn ảnh xung quanh thể hiện, hắn đã ghi nhớ, nhưng rất hỗn loạn, hắn cần phải liên tục xem những chiêu thức tiếp theo. Diệp Huyên càng lúc càng nhanh, mà những chuyển động của tàn ảnh xung quanh cũng ngày càng nhanh. Khoảng chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên dừng lại, bởi vì những tàn ảnh xung quanh hắn đã biến mất. Mà ở trước mặt hắn, cũng không còn đường đi. Không có đường. Diệp Huyên đứng tại chỗ, có chút nơ ngác. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này, theo bản năng hắn nhớ đến lời của Mộ Niệm Niệm. Không có đường, vậy tự mình tạo ra một con đường. Những chiêu thức do những tàn ảnh vừa này chuyển động xung quanh hắn vẫn chưa hoàn thành. Diệp Huyên đứng tại chỗ trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu nhớ lại từng chiêu thức những tàn ảnh kia đã chuyển động lúc nãy. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên đứng dậy, hắn bắt đầu mô phỏng lại những tàn ảnh kia. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh yên lặng nhìn Diệp Huyên, không nói gì, nàng ta cũng không trợ giúp hắn. Lúc đứng dậy, nàng ta đã nhìn thấy những chiêu thức từ những tàn ảnh chuyển động đó. Nàng ta đợi, chờ đợi Diệp Huyên tìm nàng ta. Diệp Huyên tìm nàng ta và việc nàng ta chủ động đánh thức có bản chất khác nhau. Nhưng, chuyện khiến nàng ta bất ngờ, chính là Diệp Huyên chưa hề mở lời xin nàng ta chỉ giáo. Nhưng, nàng ta cũng không vội. Dần dần, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên buồn chán đứng dậy. Bởi vì khi hắn tái hiện lại những chiêu thứ đó thì cứ sai trật tự, hỗn loạn không theo quy luật gì. Khi phát hiện bản thân quá tâm phiền ý loạn,
Diệp Huyên lập tức dừng lại, hắn ngồi xếp bằng, sau đó thì ngồi thiền. Lúc này, hắn đã niệm một lượt Phật kinh mà trụ trì cổ tự đã dạy hắn. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh, vẻ mặt chợt kỳ quái. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên bắt đầu tiếp tục biểu thị những võ học kia, nhưng lần này thì không giống, bởi vì hắn đã lấy kiếm ra. Đối với võ học thì hắn không hiểu nhiều, có thể nói là kẻ tay ngang, nhưng lại hiểu rất rõ kiếm đạo. Vì vậy hắn lựa chọn sở trường của bản thân. Đương nhiên, hắn chỉ là muốn thử xem, nhưng khi hắn dùng kiếm mô phỏng chiêu thức tàn ảnh thứ nhất thì hắn lại sửng sốt. Bởi vì đã có thể, hơn nữa còn rất thuận lợi. Diệp Huyên vui mừng điên cuồng, hắn tiếp tục thể hiện. Rất nhanh sau đó, trên con đường đá nhỏ, Diệp Huyên thể hiện từng chiêu thức một như được sống lại. Cách đó không xa, ánh mắt Diệp Chi Mệnh khó tin, sao có thể, lại thay đổi rồi. Những gì Diệp Huyên thể hiện lúc này và những gì nàng ta biết hoàn toàn khác nhau, võ học mà Diệp Huyên thể hiện bây giờ không đúng, đây không còn là võ học, mà là kiếm đạo. Như nghĩ đến gì đó, đột nhiên Diệp Chi Mệnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng ta chậm rãi siết chặt hai tay, tên này. Cách đó không xa, Diệp Huyên càng lúc càng nhanh, dần dần, xung quanh xuất hiện từng luồng tàn ảnh, mà hơi thở kiếm ý quanh người Diệp Huyên lúc này cũng đã điên cuồng tăng mạnh. Lúc này, hơi thở kiếm ý trên người hắn đã vượt xa kiếm tâm tự tại. Không những vậy, trước mặt Diệp Huyên bỗng nhiên xuất hiện một con đường đá nhỏ. Đường lại xuất hiện rồi. Diệp Huyên đi theo con đường đá nhỏ, còn sau lưng hai người họ lại xuất hiện một vài hình ảnh, nhưng những tàn ảnh này không hề biểu thị gì, mà là đang bắt chước hắn. Sau lưng Diệp Huyên, Diệp Chi Mệnh cũng đi theo. Cứ như vậy, hai người đi hơn nửa canh giờ sau, Diệp Huyên lại dừng lại lần nữa, mà lúc này, những tàn ảnh quanh người hắn đã biến mất, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục luyện từng chiêu một. Lúc này, trong đầu hắn đã không còn nghĩ đến võ học từ của tàn ảnh vừa nãy nữa, mà hắn lại nghĩ tới toàn bộ võ học mà hắn đã từng học. Bao gồm cả nhất kiếm định sinh tử do cô gái váy trắng dạy hắn, cùng với thuật rút kiếm người đàn ông áo xanh đã dạy hắn. Trong lúc hắn thể hiện lại những kiếm kỹ võ học trước đây từng học, thì những tàn ảnh kia không biết đã biến mất lúc nào. Phía sau Diệp Huyên, Diệp Chi Mệnh cứ nhìn hắn như vậy. Diệp Huyên thi triển những kiếm kỹ kia, nhất là nhất kiếm định sinh tử và thuật rút kiếm trảm thiên, hai kiếm kỹ này thực sự không đơn thuần là kiếm kỹ, mà là một loại kiếm đạo lý niệm. Trước kia Diệp Huyên chỉ học hình dạng, mà chưa học hồn bên trong, nhưng lúc này, Diệp Huyên không chỉ học hình dạng, mà là đang học phần hồn. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Chi Mệnh quay đầu, một người đàn ông trung niên không biết đã đứng bên cạnh nàng từ bao giờ. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu tím, tóc xõa dài, gương mặt để râu, có chút lôi thôi. Diệp Chi Mệnh rời tầm mắt, người không phải chủ nhân của nơi này. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên phía xa, ánh mắt hắn ta vô cùng phức tạp, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Nói rồi, cơ thể hắn ta dần dần trở nên hư ảo. Hắn ta đã từng đến nơi này, nhưng hắn ra chỉ dừng ở đó. Hắn ta không cam tâm, bởi vậy, trong lòng có chấp niệm ở lại nơi này, nhưng lúc này khi nhìn thấy Diệp Huyên, hắn đột nhiên hiểu ra. Diệp Chi Mệnh không nói gì, nàng ta biết, người đàn ông bên cạnh chắc chắn cũng từng là người bất phàm. Nhưng không quan trọng nữa. Có vài thứ, một khi không bước qua được, thì tất thảy mọi thứ đều hóa mây bay. Trên con đường đi thông võ đạo này, đã không biết bao nhiêu cao thủ siêu cấp tài giỏi kinh người phải bỏ mạng, điểm khác nhau là, có vài người được người khác ghi nhớ. Nhưng có nhiều người ngay cả tên còn không được lưu lại. Ngay lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên dừng lại, khi hắn dừng lại, xung quanh bỗng chốc xuất hiện vô số tàn ảnh, những tàn ảnh này đều cầm kiếm trong tay, sau đó nhanh chóng thể hiện, mỗi một kiếm đạo do từng tàn ảnh thể hiện đều không giống nhau. Một kiếm biến vạn hóa. Diệp Huyên mở mắt, hắn nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, kiếm Thiên Chu khẽ run nhẹ, tạo ra tiếng kêu. Diệp Huyên cười nói, kiếm biến. Bên trên kiếm tâm tự tại là cảnh giới gì? Diệp Huyên không biết. Bởi vì Mộ Niệm Niệm không nói với hắn. Nhưng đối với hắn mà nói,
bây giờ hắn đã tìm được một con đường. Đối với hắn mà nói, trên kiếm tâm tự tại thì lại càng là kiếm biến. Một kiếm của ta có thể biến vạn hóa. Mà biến hóa này, không chỉ là biến hóa, mà còn là biến số. Lúc này, hắn đã tìm được con đường của mình trên đường kiếm đạo, bản thân tự đi ra con đường mình, một con đường khác với người khác. Mặc kệ trên kiếm tâm tự tại người khác là cảnh giới gì, dù sao cảnh giới Diệp Huyên hắn cũng chính là kiếm biến. Mà cũng trong lúc này, con đường kiếm đạo của hắn lại xảy ra biến đổi, lúc trước, hắn chỉ biết đi theo, vẫn luôn học hỏi, vẫn luôn mô phỏng, vẫn luôn đi theo người khác. Nhưng hiện tại, bản thân hắn đã đi ra con đường mới. Mỗi bước tiếp theo của hắn, đều là tự tạo mới. Bởi vì phía trước không ai có thể dạy hắn được nữa. Ngay lúc đó, Diệp Chi Mệnh bên cạnh đột nhiên lên tiếng, với cảnh giới hiện tại của ngươi, thì trong độn nhất là vô địch. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, khẽ nhếch miệng, trên độn nhất thì sao? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, trên độn nhất, mới có đối thủ. Thực ta, Diệp Chi Mệnh lúc này trong lòng vô cùng phức tạp. Diệp Huyên lúc trước, chỉ có thể xem là không tệ. Nhưng Diệp Huyên hiện tại, đã không còn là không tệ nữa, mà là kinh khủng. Bởi vì Diệp Huyên lúc trước còn đi theo đường người khác, mà hiện tại, Diệp Huyên đã đi con đường của riêng mình, đây chính là khác biệt bản chất. Thế gian có bao người có thể đi con đường của riêng mình chứ? Rất rất ít. Trước mắt mà nói, cả vũ trụ ngũ duy và vũ trụ lục duy cùng với đạo giới, cũng chỉ có hai người làm được. Thứ nhất là Mộ Niệm Niệm. Thứ hai chính là Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm kinh khủng đến nhường nào. Đối với cô gái này, Diệp Chi Mệnh nàng ta cũng rất e ngại. Nếu không phải cô gái đó có quá nhiều ràng buộc, thì căn bản nàng ta căn bản không dám đi theo Diệp Huyên phía sau, cô gái đó rất mạnh, dù là nơi nàng ta ở cũng đều e ngại. Diệp Huyên so với Mộ Niệm Niệm, chắc chắn là có khoảng cách, lúc trước khoảng cách này rất rộng. Thì hiện tại khoảng cách chỉ còn là khe nứt nhỏ. Tương lai sau này, sẽ xuất hiện một kiếm đạo mới. Biến số. Sau này sẽ có rất nhiều người đi trên con đường Diệp Huyên đã từng đi này, nhưng, Diệp Huyên là người sáng tạo con đường này, hắn là độc nhất vô nhị. Giống như hiện tại, những cao thủ học hỏi đạo kinh kia cũng không có gì đáng sợ, mà thứ thực sự đáng sợ là gì? Là chủ nhân đạo kinh. Người đầu tiên sáng tạo là con đường này. Giống như người đầu tiên phá đạo vậy. Thế nhân đều tuân theo đại đạo, nhưng ta lại muốn phá đạo. Tuân thủ và phá. Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Ngay lúc này, phía đầu con đường đá nhỏ kia bỗng xuất hiện một cửa đá màu đen, cửa đá chậm chậm mở ra, bên trong, một vùng sáng trắng, không nhìn thấy rõ thứ gì cả. Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh nhìn cảnh cửa kia, Diệp Huyên khẽ nói, đối phương để chúng ta vào sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy đi vào thôi. Nói xong, hắn liền đi về phía xa. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên sau đó cũng đi theo. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh đã đi vào bên trong. Bên trong, có một hang động khác. Hai người đi vào bên trong lập tức đã đến một hòn đảo nhỏ, xung quanh hòn đảo nhỏ là nước biển mênh mông không thấy điểm cuối. Mà phía trước hắn không xa, nơi đó có một ông lão áo trắng ở đó, trước mặt ông lão áo trắng có bày một bàn cờ. Nhìn thấy Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, ông lão áo trắng khẽ mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyên khẽ làm lễ, tiền bối nói chúc mừng là chuyện gì? Ông lão áo trắng cười nói, ngươi đã đi con đường thuộc về ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, con đường đá nhỏ chính là do tiền bối tạo ra sao? Ông lão áo trắng gật đầu, vốn dĩ muốn tìm một người truyền thừa cho bản thân, đáng tiếc, đã đợi mấy vạn năm rồi cũng không đợi được, thế mà, không dễ gì có một người không tệ đã đến, nhưng lại đi con đường của bản thân. Nói rồi, ông ta lắc đầu khẽ cười, thượng đế đang trêu đùa ta à? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, ta cũng có thể làm người truyền thừa của tiền bối. Ông lão áo trắng cười nói, không được rồi, bởi vì bản thân cậu đã có con đường của mình, ở một mức độ nào đó, ngươi và ta cũng là người đồng đạo. Diệp Huyên im lặng.
Ông lão áo trắng đột nhiên nhìn sang Diệp Chi Mệnh bên cạnh Diệp Huyên, nhà đầu này cũng không tệ, đáng tiếc, không phải người thế giới này của chúng ta, hơn nữa, lai lịch nhà đầu này cũng không đơn giản. Diệp Chi Mệnh nhìn ông lão áo trắng, không nói gì. Diệp Huyên nói, tiểu bối biết nàng ta đến từ đâu không? Ông lão áo trắng cười nói, ngươi không biết. Diệp Huyên lắc đầu, nàng ta không nói với ta. Ông lão áo trắng khẽ mỉm cười, vậy ta cũng không lo chuyện bao đồng nữa. Diệp Huyên. Ông lão áo trắng khẽ nói, ngồi, chúng ta nói chuyện. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó đi đến trước mặt ông lão áo trắng ngồi xuống. Ông lão áo trắng ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, các người là đến vì đạo kinh kia sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão áo trắng khẽ cười, sau đó lấy ra một cuốn sách màu đen đặt trên bàn cờ. Nhìn thấy cuốn sách màu đen này, Diệp Chi Mệnh bên cạnh lập tức nheo mắt lại. Diệp Huyên liếc nhìn cuốn sách đen đó, đây chính là đạo kinh. Ông lão áo trắng gật đầu, đạo kinh có tổng cộng 9 trang, một trang là một quyển, ta đây là quyển thứ 3, biến số. Diệp Huyên nhìn ông lão áo trắng, biến số. Ông lão áo trắng gật đầu, sống chết toàn bộ sinh vật trên thế gian đều là sinh theo biến số, chết theo biến số, vì vậy, không những toàn bộ sinh vật đều có hiện tượng sinh, lão, bệnh, tử, mà non sông đất trời cũng có biến hóa thăng trầm, thế giới tự nhiên cũng có thứ tự thời gian xuân, hạ, thu, đông, hoặc là lạnh, ấm, rét, nóng không ngừng thay đổi, về mặt thời gian mọi vật cũng không phải vĩnh hằng, không đổi, biến ảo mọi lúc, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Hiện tại đang biến đổi, mà tất cả những sự biến hóa này, sống chết đi ở đều là biến số mà ra. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, nói đơn giản, thì mọi sự vật trên vũ trụ thế gian này đều không tĩnh lặng, nếu đã chuyển động thì chính là biến số. Mà cũng vì biến số này, mà mọi thứ trên đời mới trở nên có ý nghĩa. Diệp Huyên trầm mặc. Diệp Chi Mệnh bên cạnh đột nhiên lên tiếng, biến số chi đạo. Người có thể nắm giữ không? Ông lão áo trắng nhìn Diệp Chi Mệnh, cười nói, có thể. Tục ngữ có câu, người định thắng trời, lời này tuy không tuyệt đối, nhưng cũng không phải không thể. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên, kiếm đạo của ngươi đã thay đổi, biến thành một loại kiếm đạo hoàn toàn mới, nhưng ngươi cần phải hiểu, không chỉ có kiếm đạo có thể thay đổi, nhân sinh vô thương, mọi thứ trên đời đều có biến số. Còn ta vài năm nay, đã tìm hiểu được một chút, chính là, nhân sinh vô thường, mặc dù chúng ta không thể thay đổi thế giới này, nhưng chúng ta có thể thay đổi bản thân, sau khi thay đổi bản thân thì thay đổi thế giới. Nếu không thay đổi bản thân, thì sẽ bị thế giới thay đổi, mà biến số này, nó có thể khiến đời người hóa xấu, cũng có thể khiến đời người tốt hơn, mà thứ này không phải quyết định bởi biến số, mà là quyết định bởi bản thân chúng ta. Người nỗ lực, cuộc sống sẽ không quá trở ngại. Diệp Huyên im lặng, tiền bối hẳn có thể nhìn thấy được nguyên nhân tai ách trên người ta chứ? Ông lão áo trắng gật đầu, có thể. Diệp Huyên nhìn ông lão áo trắng khẽ cười, thực ra, người đang không ngừng thay đổi bản thân. Nghe vậy, Diệp Huyên chợt ngây người, ngay sau đó, hắn khẽ hành lễ, ta hiểu rồi. Nguyên nhân tai ách. Trước đây, hắn căn bản không biết cái gì là nguyên nhân tai ách. Hắn chỉ có thể bị điều khiển, bị thao túng. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể thay đổi. Giống như lúc này, mặc dù gặp được Diệp Chi Mệnh là bởi vì nguyên nhân tai ách, nhưng hắn cũng vì Diệp Chi Mệnh mà đến nơi này, đột phá kiếm đạo, trở nên mạnh hơn. Giống như lời của đạo kinh này, thế sự không có tuyệt đối, nhiều lúc, dù là chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Dựa vào bản thân quyết định ra sao? Ngược lại, rất nhiều lúc, chuyện tốt cũng có thể trở thành chuyện xấu. Đây chính là biến số. Biến số không phải do thiên đạo, mà do bản thân. Biến số, là một chân lý của vũ trụ, nhưng cũng là chân lý đời người, hơn nữa con người có thể khống chế được. Trước mặt Diệp Huyên, ánh mắt ông lão áo trắng có phần phức tạp, hậu sinh, so với ta năm đó, người ưu tú hơn ta nhiều. Diệp Huyên vội nói, tiền bối quá khen rồi. Ông lão áo trắng cười nói, người đúng là ưu tú hơn ta, năm đó ta là vì quá cố chấp đạo kinh này, thật ra, đạo kinh này chính là một con đường mà người khác đi, nhưng, dù không còn đường,
bản thân chúng ta cũng có thể tạo ra một con đường. Giống như ngươi vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, câu này của tiền bối, có người cũng từng nói với vãn bối. Ánh mắt ông lão áo trắng chợt lóe lên kỳ lạ, người bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão áo trắng khẽ cười, xem ra, cao nhân thế gian không hề ít. Nói rồi, ông ta chỉ vào vị trí trước mặt Diệp Huyên, trước kia, có một kiếm tu đã đến nơi này. Diệp Huyên trầm giọng nói, có phải kiếm tu mặc trường bào trắng không? Ánh mắt ông lão áo trắng kỳ lạ, sao ngươi biết được? Diệp Huyên cười nói, ta có bội kiếm của ông ta, vừa nãy đến nơi này, kiếm này đã kêu lên, ta đoán có thể chủ nhân trước của nó đã từng đến nơi này. Ông lão áo trắng cười nói, thì ra là vậy. Sau khi gặp được người này, đột nhiên ta mới hiểu được một câu, khi chúng ta cảm thấy đỉnh núi mày đã cao, nhưng không biết, còn có núi cao hơn. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối từng giao đấu với ông ta sao? Ông lão áo trắng gật đầu, từng giao đấu. Diệp Huyên hỏi, ai thắng ai thua? Ông lão áo trắng cười nói, ta thua rồi, ta không thể đỡ được một kiếm của ông ta. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên chợt thay đổi. Diệp Chi Mệnh kia cũng nhíu mày, thực lực ông lão áo trắng trước mặt này hẳn đã đến cấp bậc nào rồi, mà ngay cả một kiếm của đối phương cũng không đỡ được. Diệp Huyên trầm giọng nói, một kiếm cũng không đỡ được. Ông lão áo trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Ông lão áo trắng cười nói, cái này thì lại trở về đạo lý cơ bản nhất, một đạo lý mà tất cả chúng ta đều xem nhẹ. Diệp Huyên hỏi, cái gì? Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên, cực hạn. Diệp Huyên không hiểu, cực hạn. Ông lão áo trắng nhẹ giọng nói, khi chúng ta làm một việc gì đó, cho dù là một việc vô cùng nhỏ, nhưng nếu có thể làm đến cực hạn thì cũng rất kinh khủng. Vị kiếm tu kia, không tu tâm, không tu lý, không tu đại đạo, lại càng không tu cảnh giới. Ông ta chỉ là tu kiếm, ông ta không tu tâm, vì vậy không thiện không ác, ông ta không tu lý, bởi vì kiếm chính là lý chính là kiếm. Ông ta không tu đại đạo, bởi vì đại chính là kiếm của ông ta không tu cảnh giới, không chịu trói buộc của cảnh giới. Nói rồi, ông ta nâng một quân cờ trên bàn cờ lên rồi bỏ ra bên ngoài bàn cờ, nhẹ giọng nói, ông ta không còn bên trong bàn cờ, bản thân ta chính là biến số của bản thân, loại người này, về những chúng sinh bên trong bàn cờ thì ông ta chính là vô địch, bởi vì ông ta ở ngoài bàn cờ, không chịu trói buộc từ quy tắc bàn cờ. Còn ta vẫn trong bàn cờ, vì vậy ông ta giết ta, một kiếm là đủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cũng ở trong bàn cờ sao? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn Diệp Huyên, nàng ta do dự rồi nói, trong lòng ngươi không biến số nào sao? Diệp Huyên. Ông lão áo trắng cười nói, ngươi vẫn còn trong bàn cờ, nhưng, bây giờ ngươi đã quen thuộc với quy tắc bàn cờ, vì vậy, người trong bàn cờ sẽ có rất ít người ra tay với ngươi. Nhưng, ngươi không hề vô địch, có hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Ông lão áo trắng lưỡng lự rồi nói, còn có một lời, không liên quan đến võ đạo, cũng không liên quan đạo kinh, chính là một vào cảm ngộ của ta, hậu sinh ngươi có nguyện ý nghe không? Kẻ ngốc cũng biết lựa chọn thế nào. Diệp Huyên vội nói, tiến bối mời nói. Ông lão áo trắng cầm một con cờ trong tay. Khẽ nói, ta đã từng từ bỏ rất nhiều vì để tìm kiếm thứ gọi là đại đạo. Tình yêu, tình thân, tình bạn, những thứ này ta cũng từng có, nhưng sau này, ta lại vì thứ gọi là đại đạo trong lòng mà từ bỏ bọn họ. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, thiếu niên, nhà đầu thần bí, tìm kiếm đại đạo là cô độc, vô cùng cô độc, tuyệt đối đừng vì thứ đại đạo trong lòng mà nỡ buông bỏ những người quan tâm ngươi và người ngươi quan tâm. Khi một người đi đến một đỉnh cao nào đó thì sẽ phát hiện bên cạnh mình không có một ai, cảm giác đó thật sự rất khó chịu, bởi vì không ai vui vẻ chia sẻ với ngươi, cũng không ai ở cạnh ngươi đi tiếp con đường tương lai. Lúc đó, đối với ngươi mà nói, vô địch chỉ là thứ trào phúng, bởi vì đó là vô địch cô độc. Diệp Huyên im lặng. Diệp Chi Mệnh im lặng. Trong tinh không xa xôi, một cô gái mặc váy trắng đột nhiên dừng bước. Nàng ta lấy ra một người gỗ nhỏ, nhìn người gỗ trong tay, nàng ta khẽ nhếch miệng, sau đó tiếp tục đi tiếp. Trước đây, nàng ta vô địch, nhưng rất cô độc. Hiện tại, nàng ta vẫn vô địch như trước,
nhưng không còn cô đơn nữa rồi. Trước bàn cờ, Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh im lặng. Thực ra, lời của ông lão tóc trắng, Diệp Huyên cũng rất xúc động. Hắn chưa từng đạt đến đỉnh cao, nhưng hắn hiểu cảm giác đó. Khi ở Thanh Thành, hắn từng nghĩ đến nếu không có muội muội thì sẽ thế nào. Nếu không có muội muội, cho dù Diệp Huyên hắn trở thành người đứng đầu Khương quốc thì hắn cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng, nếu có muội muội, Diệp Huyên chắc sẽ rất vui vẻ, bởi vì muội muội chắc chắn sẽ rất vui mừng, mà hắn cũng có thể đem đến cuộc sống tốt hơn cho muội muội. Hắn học kiếm, không phải để trường sinh, không phải để vô địch. Mà hắn chỉ muốn khiến mọi người xung quanh hắn được sống tốt. Đây là trách nhiệm, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một kiểu hạnh phúc. Bởi vì muội muội và những người hắn quan tâm bên cạnh vẫn còn đó. Diệp Chi Mệnh nhìn ông lão tóc trắng, không nói gì, thế nhưng, thi thoảng nàng T.A. sẽ nhìn sang đạo kinh trên bàn cờ. Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Chi Mệnh, ông ta chỉ vào cuốn đạo kinh kia, cười nói, nhà đầu rất để ý quyển đạo kinh này. Diệp Chi Mệnh gật đầu, rất thẳng thắn, đúng. Ông lão tóc trắng khẽ cười, ta không thể cho ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn ông lão tóc trắng cười nhẹ, bởi vì người quá để ý. Quá quan tâm, trong lòng sẽ có chấp niệm. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, tiểu huynh đệ này có tâm thái không hề tệ. Từ khi ngươi gặp được ta, ngươi chỉ liếc nhìn đạo kinh này lúc đầu, nhưng những lúc khác ngươi cũng không nhìn đến nó. Như vậy cũng đủ chứng minh, trong lòng ngươi không hề có chấp niệm với đạo kinh. Vì vậy ta cho ngươi. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, tại sao? Ông lão tóc trắng khẽ nói, bởi vì ngươi có thể bình tâm mà đối đãi với đạo kinh. Nó nằm trong tay ngươi, ta rất an tâm, kinh này nằm trong tay người có tâm thiện, thì là vật thiện, nhưng nếu nó rơi vào trong tay kẻ tâm ác thì vật này sẽ mang đến kiếp nạn mang tính hủy diệt cho thế giới. Đây cũng là biến số, vật này là thiện hay ác, được quyết định bởi người sở hữu nó. Diệp Huyên trầm giọng nói, vật tại sao tiền bối không tự mình giữ lại? Ông lão tóc trắng chỉ cười không nói. Diệp Chi Mệnh bên cạnh chợt nói, ông ta đã chết rồi. Chết rồi. Diệp Huyên ngẩn người, hắn quan sát kỹ ông lão, nhưng theo hắn thấy, ông lão tóc trắng này chính là người sống. Diệp Chi Mệnh nhìn ông lão tóc trắng, lại nói, ông ta là linh hồn, cũng không phải chỉ là một hình phản chiếu, đúng thực ông ta là bản thể, nhưng ông ta chỉ còn một hơi thở, vừa nãy ông ta nói với chúng ta nhiều như vậy, hơi thở đó cũng sắp cạn rồi. Ông lão tóc trắng liếc nhìn Diệp Chi Mệnh, cười nói, không hổ là người của nơi kia. Nói rồi, ông ta nhìn sang Diệp Huyên, tiểu hữu, có người nào nói với ngươi, là nàng ta ở bên cạnh ngươi sẽ mang đến chuyện không tốt cho ngươi không? Diệp Huyên gật đầu, có. Ông lão tóc trắng khẽ nói, vậy ngươi còn để nàng ta đi theo? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chuyện không tốt này, có lẽ có thể sẽ biến thành chuyện tốt. Nói rồi, hắn nhìn Diệp Chi Mệnh, sau đó nói, Diệp cô nương, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành bạn bè rất tốt nữa, cô nghĩ sao? Diệp Chi Mệnh lạnh giọng nói, Mộ Niệm Niệm nói rất đúng, người áo đen lúc trước nói cũng rất đúng, ông lão trước mặt này nói cũng rất đúng. Diệp Huyên đen mặt, ý của cô là ta lựa chọn để cô ở bên cạnh là sai lầm. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh im lặng. Lúc này, ông lão tóc trắng đột nhiên nói, cô nương này không phải người bình thường. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Ông lão tóc trắng cười nói, cho dù thế nào, nếu chúng ta đã có thể quen biết ở đây rồi, thì đã cũng là duyên phận. Tiểu hữu, ta có một yêu cầu quá đáng này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.